Mời các bạn nghe phần 3. Tống Thanh Phong càng nghe, sắc mặt càng đen, lấy tay khoa tay múa chân vài cái, hỏi là ai. Mẹ Tống sắc mặt cũng khó coi, đây là bắt nạt trên đầu nhà bọn họ, lắc đầu, mẹ không biết, cũng không dám hỏi nhiều. Nếu để nhiều người biết, không phải là làm hỏng thanh danh của vợ con sao. Nhìn thấy sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, trong lòng bà hơi sợ hãi, còn chưa từng thấy con trai mình như thế này bao giờ. Vỗ vỗ vai anh an ủi, mẹ không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở con thôi con à dù sao so với người khác mình cũng khiếm khuyết một chút mẹ cũng biết ngay từ đầu con không thích nó nhưng tốt xấu mẹ cũng đã sống nhiều năm như vậy mắt nhìn người cũng vẫn có nó lại xinh đẹp nữa nếu không sao mẹ lại cưới về nhà hôm qua lên thị trấn nó còn mua vải và bông muốn làm giày cho cha mẹ và ông nội đấy tình cảm đều là ở chung lâu ngày mới có con không tốt với nó còn muốn nó tốt với con sao đi đi dỗ dành nó cho tốt vào nhất định là vẫn còn đang sợ hãi lắm. Tống Thanh Phong nhịn không được nắm chặt tay thành quyền, mím môi xoay người đi về phía phòng mình. Không yên cơm nước xong liền trở về phòng, mở ví tiền ở trong cái dương liễu của cô ra cẩn thận đếm lại tài sản. Lúc cô kết hôn, cha mẹ cô gửi cho 300 đồng, còn có trước kia dư lại một chút, trừ đi tiền tiêu dùng mua sắm gần nhất, tổng cộng cô có 320 đồng. Cô cho Trương bội bội mượn một nửa, đây đã là cực hạn của cô. Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô vô tình cũng thế cô cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi không nói đến chuyện có trả lại hay không cô dù sao cũng phải lưu lại cho mình một chút phòng thân giống như chương bội bội xảy ra chuyện cái gì cũng đều không có và nhất đến lượt cô thì sao cô có thể nhờ ai đây tống ra cũng không phải nhà giàu có gì cô không thể liên lụy họ được cha khổng mẹ khổng thương cô thật nhưng cũng không thể gây thêm phiền toái cho cha mẹ cô cũng phải tính toán cho bản thân một chút không thể giống như lúc mới tới cái gì cũng không hiểu sống ngơ ngác mù mịt phải tính toán tỉ mỉ khổng yên cảm thấy mình càng lớn càng giỏi cảm thấy mỹ mãn rồi mới cất tiền đi đem đặt lại cái dương liễu về chỗ cũ đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua chân mình tâm máy động cái quỷ gì đây thở hát ra ôm dương vào trong ngực đi về phía cái bóng đen lùi qua hình như là chạy sang một bên khác giường lò rồi khổng yên trong lòng sợ sệt phòng ở không lớn vừa nhìn là thấy hết sàn nhà là nền đất dẫm lên bóng loáng trên vách tường đều dán báo chí có thể có cái gì được to gan đi qua nhìn xung quanh một chút xác định không có gì nhẹ nhàng thở ra một hơi cất dương về chỗ cũ đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không quá yên tâm cô lại đi đến phía cuối giường đất nhìn nhìn qua bên kia chỗ này có một khoảng trống dùng để chậu đem xe chậu ra chỗ khác không có gì lại nhìn lên mặt tường dán báo chí theo bản năng đưa tay lên sờ sờ thật sự cũng không có gì. Lần này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra, khẳng định mình nhìn lầm rồi, chắc không phải chuột bọ gì đâu. Ngay lúc cô chuẩn bị thu tay về thì đột nhiên đụng vào một khoảng trống trên tường. Lại đè tay lên, thật sự là một khoảng rỗng này. Tay nhanh chóng rụt trở về, nhưng trong lòng lại không nhịn được tò mò. Nhìn kỹ, thì phát hiện báo chí chỗ này có góc không gian sát, hình như là có để đồ ở phía sau. Cô xoắn suýt trong chốc lát liền vén lên một góc. Quả thật là có cái động động của con chuột à, không phải. Cái hộp này không sâu, liếc mắt nhìn liền thấy ngay bên trong chứa tiền và phiếu. Nhét tràn đầy. Hay lắm thằng nhóc này, đây chắc chắn là quỹ đen của Tống Thanh Phong. Khổng Yên che miệng cười như trộm, quỹ đen của người này đã bị cô phát hiện. Ha ha ha. Hình như là rất nhiều. Xem nào, để cô đến đếm thử. Vụng trộm quay đầu nhìn ra cửa, chưa thấy người trở về, vừa nãy hình như bị mẹ Tống kéo đi, chắc là tìm anh có chuyện một chốc một lát về được mới lạ. Chà chà tay, nhẹ nhàng đem tiền và thiếu bên trong lấy ra hết, thế mà một bàn tay còn nắm không hết, nhìn kỹ lại một chút, tất cả đều là tiền lẻ, lớn nhỏ không đồng nhất. Cô đếm đếm, tổng cộng có hơn 30 đồng, còn có không ít phiếu. Rất có tiền. Biểu biểu môi, nếu cô đoán không sai, anh nhất định là cùng làm buôn bán với Lâm Hạnh. Ngay lúc cô chuẩn bị cất lại tiền vào chỗ cũ, cửa đột nhiên mở ra. Nhét được một nửa, còn một nửa vẫn cầm trong tay trong lòng lộp bộp, hết sức khó xử quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, nhìn thấy anh sắc mặt khó coi đứng bên cửa. Cắn cắn môi, dò xét anh rồi thật cẩn thận hỏi, "Tôi nói, tôi chỉ nhìn thôi, anh có tin không?" Buổi chiều, Tống Thanh Phong sau khi tan làm liền chủ động đến tìm Lâm Hồng Bân. Lâm Hồng Bân nhận ra anh, nhịn không được kinh ngạc hỏi, "Có chuyện gì à?" Tống Thanh Phong gật gật đầu, ý bảo anh ta đi với mình sang bên này. Lâm Hồng Bân cũng loáng thoáng đoán được là chuyện gì đi theo đến một chỗ không có người cau mày nói thẳng chuyện tối hôm qua diễn ra quá nhanh tôi vội vàng cho hắn ta một đấm không thấy được rõ lắm đánh vào chỗ này trên mặt nói rồi chỉ chỉ vào gò má phải của chính mình sau đó nói tôi nghe nói tên tiểu tử chu ra kia hôm nay không đi làm không biết có phải là hắn ta hay không tối qua thân hình người kia có chút giống hắn nếu không anh đi qua đó nhìn một chút xem gò má phải hắn có bị sưng hay không lúc đấm tôi dùng toàn lực tiểu tử chu ra tên là chu viện triều hắn ta là cháu trai của lão chu quản lý kho hàng trong đội vốn có tiếng côn đồ nếu không phải nể mặt ông nội hắn thì ai thèm để ý đến hắn ta lão chu trước kia là lão hồng quân bất quá sau này bị thương trở về quê cũng coi như là có vài phần thể diện tống thanh phong nhẹ gật đầu vỗ vỗ vai anh ta lâm hồng bân khoát tay không có việc gì đây là việc tôi nên làm lại nói anh ta và tống thanh phong trước kia là bạn cùng lớp khi còn nhỏ hai người còn từng cùng ngồi chung một bàn, đọc chung một quyển sách. Tống Thanh Phong thật sự rất thông minh, các giáo viên đều khen ngợi anh. Vóc dáng không cao, tuổi cũng bé nhất lớp nhưng cố tình là người xuất chúng nhất. Lúc ấy anh ta rất sùng bái Tống Thanh Phong, không giống như anh ta, học không vào, học chưa được 2 năm đã chạy về nhà muốn nghỉ học đi kiếm điểm công. Tống Thanh Phong trở về nhà, ngay tại cửa đụng phải khổng yên, vừa nhìn thấy anh, người liền trột dạ lập tức chạy mất chuyện xảy ra lúc chưa phảng phất như lại hiện ra trước mắt lúc ấy anh nghe mẹ tống nói xong trong lòng bốc hỏa trên mặt cũng mang vẻ thâm trầm khó chịu về đến phòng vừa vặn đụng phải một màn kia cô liền cho rằng anh tức giận thật ra anh không hề tức giận chỉ là cảm thấy chật vật khó hiểu giống như đem tất cả bí mật của mình xé ra cho người khác xem những bao tiền lẻ rách rách dưới dưới nhăn nhúm lại một đống đó tất cả đều thể hiện một sự thật là anh đã phải vừa hèn mọn vừa đáng thương như thế nào đi vứt bỏ mặt mũi mới kiếm được so sánh với những đồng tiền giấy gần như mới tinh của cô tiền anh kiếm được vừa ít ỏi vừa dơ bẩn lại làm cho người ta khinh thường anh không muốn bị cô coi thường nhanh chóng bước tới thu hết tiền vào túi mình tình nguyện để cô hiểu lầm rằng anh tức giận cũng không muốn cho cô biết mình đang tự ti càng không muốn nghe cô hỏi số tiền này là từ đâu tới buổi tối sau khi khổng yên tắm rửa xong rất có ánh mắt chuẩn bị chậu cho tống thanh phong ngay cả quần áo cũng bày sẵn ra ngay ngắn chỉnh tề hai người đã sớm hình thành ăn ý. Hàng ngày đều là khổng yên tắm trước, sau đó mới đến lượt anh. Trời rất lạnh nên cũng không ra bên ngoài đợi, khổng yên đều nằm lên giường quay lưng lại. Hiếm có khi cô lại ngoan ngoãn như vậy, mỗi lần như vậy đều là đang trột xạ ái náy. Vĩnh viễn luôn lấy lòng người khác bằng một chiêu như thế này, ngay thẳng sáng tỏ, cố tình lại khiến cho lòng người ta trở nên mềm mại, mơ hồ. Lúc Tống Thanh Phong lên giường nằm, người bên cạnh đã ngủ, hô hấp đều đều. Anh vừa nằm xuống, người đó liền không tự giác cọ lại đây, lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Cánh tay anh chạm đến tấm lưng cô, cách một lớp vải vóc, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, cùng với thân thể mềm mại kia. Trong đầu không tự chủ được lại nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô. Hôm đó vừa vặn là lúc anh mới tan làm, trên người một thân lầy lội, chật vật không chịu nổi, chịu đựng gió lạnh ra bờ sông rửa tay chân. Vừa xoay người liền nhìn thấy cô đứng nấp sau thân cây vụng trộm nhìn mình cô xinh đẹp nhỏ nhắn đứng ở đó nghiêng nghiêng đầu trên mặt mang vẻ tò mò cùng đánh giá còn tưởng rằng chính mình che giấu rất tốt thật ra anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy tai bị điếc những giác quan khác sẽ càng nhạy bén hơn trái tim trong lồng ngực không khống chế được máy động cố gắng áp chế rung động không tên đi anh chỉ cho là mình tự mình đa tình lại không nghĩ rằng mấy ngày sau cô gả cho anh anh vẫn luôn tự hiểu lấy mình thân thể tàn tật tính tình lại khó chịu âm u nào có cô gái nào nguyện ý gả cho anh Anh cũng không biết chính mình nghĩ gì Vừa có chút chờ mong Lại sợ cô nhìn ra là anh đang chờ mong Trên mặt luôn duy trì vẻ lạnh lùng Duy trì bản thân một cách buồn cười Bởi vì anh chỉ vẻn vẹn có mỗi tôn nghiêm Tình tình cô cũng cũng không phải tốt lắm Hết ăn lại nằm Sợ chịu khổ nhất Vừa yếu ớt lại vừa ra mặt dày Nhưng sau khi ở chung thì sẽ phát hiện ra Con người cô rất sáng sủa lạc quan Hay mạnh miệng mềm lòng Còn có chút tình tình trẻ con chẳng sợ trên người cô có một đống lớn khuyết điểm thì cũng khiến cho người ta nhịn không được bị cô hấp dẫn. Cũng làm cho anh càng cảm thấy tự ti. Cũng không biết đã qua bao lâu, anh mở to mắt lặng lẽ đứng lên, dịch dịch góc chân lại cho Khổng Yên, xoay người đi ra cửa. Ngày hôm sau, lúc Khổng Yên đến trại heo thì nghe người ta nói tối hôm qua cháu trai nhà Chu ra kia bị người đánh. Vẫn là Điền Đại Thẩm và Lý Thẩm đến đưa cỏ khô tám chuyện với cô. Nhịn không được tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? chuyện trong đội cô còn chưa rõ lắm bất qua cũng có thể nhận thức đại khái về chu gia kia cô cũng từng nghe mẹ tống nói qua trong nhà người lớn còn tốt đến con cháu thì chẳng ra làm sao điền đại thẩm thấy cô tò mò máu bà tám nổi lên nhanh miệng nói không biết cháu có biết hay không chính là đứa cháu trai nhà họ chu kia trong đội nổi tiếng là tên côn đồ cầm đầu ông nội hắn là lão hồng quân trong thôn chúng ta năm đó còn ra trận đánh giặc sau này ông ấy bị thương không còn cách nào khác chỉ có thể trở về. Trong đội thấy ông ấy lớn tuổi, lại thêm là bậc lão thành cách mạng, nên để cho làm nhân viên quản lý kho hàng. Nào biết cháu trai ông ta lại không biết cố gắng, ỉ vào ông nội hắn là lão hồng quân, ở trong đội rất ngang ngược. Nghe nói hôm qua bị bệnh không đi làm, bọn ta còn tưởng rằng thật là bị bệnh, không nghĩ tới hôm nay lại nghe nói tối qua bị người ta tìm tới cửa đánh cho một trận. Đêm hôm khuya khoát, nhất định là chọc tai họa rồi đụng phải tấm vách sắt. Đêm qua quỷ khóc sói gào, nhà bên cạnh cũng nghe được. Chờ đến khi người chu ra nghe được động tĩnh chạy ra thì người đánh kia đã chạy rồi. Tường thấp như vậy, nhảy qua một cái, ngoài trời tối đen, cũng không biết là ai, ha ha ha. Nói xong lại che miệng cười trên nỗi đau của người khác. Lý thẩm ở bên cạnh cũng cười, đáng đời lắm, tiểu tử kia còn ức hiếp đạp hư người. Trước kia mấy tên côn đồ trong đội nhiều nhất là hết ăn lại nằm, cố tình sau này lại có hắn ta chuyện hồ đồ bẩn thỉu gì cũng làm, lòng dạ tối đen, ngay cả cháu dâu mình cũng không tha khổng yên nghe đến đây mặt đỏ lên sao chuyện này mà cũng nói được lý thẩm thấy cô thẹn thùng nở nụ cười không nhịn được nói cũng đã lấy chồng rồi thế nào còn thẹn thùng như vậy chuyện này cũng không phải bí mật gì cũng không phải chỉ có một người nhìn thấy người trong đội chúng ta còn lương thiện chán không ai nói ra bên ngoài nếu đổi thành đội bên cạnh xem còn không ép chết bọn họ tự nhận là khổng yên đã gả đến đây cũng xem như là người trong đội cũng không có gì khó xử mà không nói khổng yên rụt cổ việc này cô cũng đã nghe qua là lần trước chị dâu cả tống bát quái với cô cô cháu dâu kia cùng đến từ một đội với chị ta gả muộn tới đây hơn chị dâu cả mấy năm chồng là kẻ hèn nhát bị bắt nạt cũng không dám phản kháng đáng sợ hơn là nghe nói mỗi lần đều trực tiếp chạy vào trong nhà điền đại thẩm đứng cạnh giữ chặt lý thẩm được rồi được rồi chuyện bẩn thỉu dâm ô này cũng nói ra ngoài được cô dâu mới nhà người ta đều là da mặt mỏng đâu phải ai cũng như bà. Sau đó nhìn Khổng Yên cười nói, đừng nghe cái miệng thối của bà ấy, chúng ta chỉ nói chơi thôi. Cháu mới đến không bao lâu, nghe một chút là được. Bất quá nghe thím khuyên một câu, sau này mà gặp phải người kia thì đi đường vòng, đừng phí sức đôi co, tránh xa hắn ta ra mới tốt. Khổng Yên nhanh chóng gật đầu, biết bà ấy đây là có ý tốt, vội vã đáp lời, cháu biết rồi ạ Hàn Huyên thêm mấy câu rồi hai người họ rời đi. Khổng Yên tiếp tục nuôi heo, suy nghĩ một phen, càng nghĩ lại càng thấy không thích hợp, cảm thấy ngày đó cái người đuổi theo cô khả năng cao nhất chính là tên họ Chu kia. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng chính là có cảm giác này. Nếu quả thật là hắn, thì người tối qua đánh hắn thật đúng là người tốt. Thời điểm trung tuần tháng 12, Tống Thanh Phong đột nhiên biến mất một ngày. Ngày đó vừa vặn lại là ngày đại bạo tuyết. Khổng Yên cho heo ăn no xong lập tức chạy về nhà nằm lên giường đất, không thấy người, còn tưởng rằng Tống Thanh Phong lại đi làm ăn. Nào biết đến nửa đêm khi anh trở lại, còn mang về máy trợ thính. Vốn mọi người đều đã ngủ rồi, mẹ Tống vừa vặn thức dậy đi tiểu đêm thì bắt gặp anh trở lại, biết chuyện này lập tức cao giọng giống to khiến cho cả nhà đều tỉnh. Sau đó tất cả mọi người đều kích động ghé vào phòng cha Tống mẹ Tống, vây quanh Tống Thanh Phong ngồi giữa giường. Ông nội Tống nâng món đồ màu đen trong tay lên nhìn, vuông vuông, lớn bằng bàn tay, có chút giống với đồ trước kia ông dùng để nạp điện, không ngừng lật qua lật lại xem. Vỗ Đùi kích động nói, đây là đồ tốt nếu sớm biết đến nó thì tốt rồi chúng ta sớm mua cho cháu vậy thì cháu cũng đã sớm có thể nghe được không nghĩ đến cũng có ngày cháu của ông còn có thể nghe thấy tốt quá rồi cha tống cũng nhếch miệng cười vỗ vỗ bả vai tống thanh phong nhịn không được dùng tay áo trà sát hốc mắt phiếm hồng con trai của tôi cuối cùng cũng có thể nghe thấy rồi tốt quá mẹ tống đứng một bên cũng kích động vỗ vỗ ngực thuận khí thở hắt ra sau đó thật cẩn thận sờ bịt tay trên tay tống thanh phong kích động đỏ mắt nói con thật sự có thể nghe thấy rồi. Tống Thanh Phong đưa lỗ tai lại gần, mím môi, trong mắt không nhịn được sự vui mừng, liên tục gật đầu. Anh đã lâu lắm rồi không nghe thấy âm thanh, chẳng sợ máy trợ thính này còn mang theo tạp âm, nhưng đối với anh mà nói thì cũng đã là thiên đại kinh hỉ. Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đang căng thẳng đập thình thịch. Bắt đầu từ buổi sáng cùng Vương Hữu Thặng đi thị xã đến lúc sau kích động khi thử máy, trái tim nơi đó vẫn mãi chưa bình thường lại được. Cuối cùng cũng có ngày anh có thể nghe được âm thanh anh cũng có thể sống giống như người bình thường. Chị dâu cả Tống xoa xoa tay, vẻ mặt tò mò đứng bên cạnh, cổ duỗi ra xem đồ vật trong tay ông nội Tống, cao hứng cười nói, đây chính là đại hỷ sự, chúc mừng chú út. Sau đó sờ sờ sang khổng yên bên cạnh mình, thấy cô ngẩn ra đứng sững sờ một bên, nhịn xuống nháy mắt. Nha đầu này bình thường nhanh nhẹn miệng ngọt sớt, sao hôm nay lại đần độn không biết nói chuyện thế này. Đây là người đàn ông của cô đấy. Khổng yên cắn cắn môi, hơi cúi đầu không nói chuyện. Tống Thanh Phong có thể nghe thấy, tất nhiên không thể tốt hơn. nhưng như thế có phải cũng có nghĩa là quan hệ của anh và Lâm Hạnh đã tiến thêm một bước? Trong lòng có chút khó chịu. Tống Thanh Phong phảng phất nhớ ra gì đó, nhìn quanh một vòng, theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm người nào đó. Trên mặt anh vẫn còn vẻ kích động chưa kịp che giấu, thì nhìn thấy cô đứng cách đó không xa, sắc mặt nhạt nhạt hầu như không có bao nhiêu vui mừng. Cảm giác giống như bị một bầu nước đá tạt xuống, niềm vui sướng trong ánh mắt anh chỉ phút chốc đã tan đi bảy tám phần bí ẩn tâm tư ở nơi đáy lòng cũng dần dần phục hồi xuống dưới rũ mắt tay không tự giác nắm thành quả đấm đêm đã khuya biết tống thanh phong còn chưa ăn gì mẹ tống cao hứng tự mình xuống bếp lấy ra bột mì mà bà đã cất giấu từ rất lâu còn cố ý đánh thêm trứng gà sau khi ăn xong tống thanh phong về phòng rửa mặt lúc đến bên giường đất thì người đó đã ngủ rất say anh ngồi trên giường lưng tựa vào tường nhìn máy trợ thính trong tay trầm mặc lại một lần nữa nhét nút tai vào cứ thể ngẩn người rất lâu cuối cùng mở miệng thử nói chuyện tôi tống thanh phong thanh âm rất nhỏ giọng khô chát đầu lưỡi giống như không biết xoay sở như thế nào rất khó đọc bao nhiêu năm anh không nghe được cũng từng ấy năm không nói chuyện giờ đây đột nhiên có thể nghe thấy anh thậm chí còn không thể phân biệt được câu chữ đó có ý nghĩa gì chỉ cảm thấy ồn ào hỗn loạn một mảnh cuối cùng vẫn theo bản năng nhìn cánh môi người ấy nhắm mắt lại hồi tưởng lại những lúc bọn họ nói chuyện bằng khẩu hình tôi em tống thanh phong hồng yên khổng yên một lần rồi lại một lần nhẹ giọng thầm thì phảng phất như nói với người kề cận bên tai người bên cạnh hình như có cảm giác giật giật mơ mơ màng màng nhẹ nhàng ửm một tiếng tiếng ưm lọt vào tai anh khiến cho cả cõi lòng đều phát run tống thanh phong nghe thấy được đột nhiên mở mắt ra quay đầu lại há miệng thở dốc cứ ngắc lại thử nhỏ giọng nói một câu, khổng, yên, ừm, di dầm một tiếng, là đáp lại anh. Trong lòng nhịn không được lại ấm lên, khóe miệng chậm rãi dơ lên, mặt mày vẫn luôn âm u nhiễm một tầng ý cười. Gần như có thể đem băng tuyết trời đông giá rét hòa tan, khổng yên nửa đêm chợt tỉnh. Bụng dưới co lại, có 10 phần dự cảm không tốt. Đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng chưa ngủ đủ, nhưng trong lòng không hiểu được chợt cảm thấy bất an, khẽ động, phía dưới giống như ươn ướt, dinh dính một mảnh thân thể cứng đờ không dám lộn xộn cô sức mở mắt ra ngẩng đầu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực thế mà trời còn chưa sáng đây là lần đầu tiên cô thức dậy sớm như vậy đầu óc thanh tỉnh một chút một lần nữa lại hạ đầu xuống đến lúc này cô mới phát hiện ra mình vậy mà đang nằm trong lòng tống thanh phong mặt gối lên ngực anh dán sát vào da thịt khẽ giật giật cả người hơn một nửa đều ở trên người anh tim khó hiểu nhảy dựng lên sẽ không phải là hôm nào cô cũng như vậy chứ? Chớp mắt, nhịn không được có chút hơi thẹn thùng, thân mật quá rồi. Mặt lại vụng trộm cọ cọ lên ngực anh, tay cũng đang đặt trên lồng ngực ấy, nhẹ nhàng nhấn một cái, nhịn không được cười trộm. Lập tức nghĩ đến tình trạng hiện tại, tâm cũng xìu xuống, cảm giác muốn khóc. Mỗi lần bà dì ghé thăm cô, lượng máu ra rất nhiều. Quả nhiên, bụng lại là một trận đau rút. Nhịn không được tay nắm thành nắm đấm, khom lưng cong người lại. Thật là khó chịu cũng không biết chuyện gì xảy ra với cơ thể này, mỗi lần bà gì đến đều đau muốn chết đi sống lại. Nhớ lúc mới xuyên đến ngày thứ ba thì tới nguyệt sự, làm cho cô đau cả một ngày không xuống nổi giường lò. Khổng Yên có chút chân tay luống cuống, chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Cô cũng không dám cử động, nếu Tống Thanh Phong tỉnh lại khẳng định muốn đen mặt. Nhưng cũng không thể cứ nằm như vậy, còn phải lấy đai kinh nguyệt. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là một tay chống lên giường, một tay đẩy ngược anh ra, nhẹ nhàng ngồi dậy, ừm, Hẳn là cảm nhận được động tĩnh, Tống Thanh Phong giật giật. Bất quá vẫn chưa tỉnh lại. Khổng Yên nhẹ nhàng thở ra. Cô sợ anh mà tỉnh lại, đến lúc cô thay đai kinh nguyệt, vậy thì lúng túng lắm. Nhưng cô vẫn là đánh giá cao khả năng của chính mình, vừa nhấc chân, Tống Thanh Phong liền mở mắt ra. Phòng tối đen, nhìn không rõ lắm, nhưng hình như là anh đang nhìn cô. Khổng Yên nhe răng, thế này thì thảm rồi. Tống Thanh Phong thấy cô đứng lên, tưởng cô muốn đi tiểu đêm ngồi dậy thuận tiện để cô ra ngoài. Nào biết vừa động, cũng cảm giác trên đùi mình ẩm ướt. Khoe mắt vừa nhấc lên, sẽ không phải là, đái dầm, bụng dưới khổng yên lại tê dần, sắc mặt trắng bệch, lùi lại che bụng, cũng mặc kệ động tĩnh lớn hay nhỏ, trực tiếp đứng dậy. Cảm giác phía dưới giống như lại là một phen sóng lớn mãnh liệt. Cũng không biết có phải do dạo gần đây cô thường xuyên uống nước đường đỏ, lượng giống như nhiều hơn không ít. Chạy đến đầu giường bên kia, từ trong giường liễu lấy ra đai kinh nguyệt. Thời đại này còn chưa có băng vệ sinh, cách tốt nhất là dùng dây lưng kiểu đồ cổ. Hơn nữa loại đai kinh nguyệt này còn cần dùng phiếu mới mua được, tất nhiên cũng có thể tự mình làm, bất quá Khổng Yên không có bản lĩnh này. Băng vệ sinh ở thập niên 70 so với xã hội phong kiến tốt hơn nhiều, là đai kinh nguyệt kết hợp thêm giấy vệ sinh, dùng loại giấy bản màu hồng phấn mới nhất phối hợp. Loại đai này phải đệm rất nhiều giấy, còn phải thay thường xuyên. Cho nên có thể nghĩ đến vào mùa hè, thời điểm xuống dụng làm việc, có bao nhiêu là khổ sở. Hơn nữa loại băng vệ sinh này là làm từ vải bông, dùng xong còn phải giặt sạch hong khô để lần sau tiếp tục dùng. Lúc này mọi người còn tương đối bảo thủ, không có cách nào phơi ra ngoài sáng. Cô lần đầu lúc mới dùng hay bị tuột xuống, cứ một lúc là phải sờ sờ sau mông, xấu hổ muốn chết. Căn phòng tối đen như mực bỗng nhiên có ánh sáng. Tống Thanh Phong xuống giường đốt đèn dầu lên, nhìn xuống đùi mình thì thấy ngay một mảng máu lớn. Anh không giống Khổng Yên còn mặc cái gì mà quần ngủ, trên chân trái đỏ bừng một mảng lớn hơn nữa còn làm cho lông chân anh cũng dính cả vào nhau khổng yên cầm đai kinh nguyệt trong tay quay đầu lại vẻ mặt chột dạ nhìn anh nhất thời không biết phải mở miệng thế nào trận huyết tinh này thật là dị thường hung mãnh tống thanh phong cũng không phải là cái gì cũng không hiểu mấy đứa con trai trong đội thường xuyên tụ tập lại một chỗ nói những chuyện của con gái nên anh cũng hiểu được bảy tám phần sau khi phản ứng kịp mặt đỏ bừng lên một mảnh cả người cứng đờ đứng yên không dám động đậy lại không dám nhìn cô sợ khổng yên còn xấu hổ còn luống cuống lại tới nữa rồi cảm nhận được biến hóa của thân thể khổng yên cắn cắn môi lẩm bẩm nói tôi muốn thay quần áo anh không cho nhìn tống thanh phong nhìn cô một cái cúi đầu hai tay rũ xuống bên người không có chỗ để thân thể cứng ngắc không biết phải cử động thế nào cuối cùng sững sờ gật đầu quần áo còn chưa kịp mặc đã trực tiếp đi ra ngoài đi xa rồi mới phản ứng kịp lại quay về đứng bên ngoài cửa Khổng Yên thay xong đai kinh nguyệt, quần ngủ cô mặc cũng bị dây ra không ít, may mà cô vẫn còn một cái, nhanh chóng lấy ra. Thu xếp xong xuôi, cầm chậu đi đến phòng bếp. Bếp lò ở phòng bếp nấu thông với giường đất của cha Tống mẹ Tống, cho nên đêm nào cũng bắt một nồi nước nóng lên, sáng hôm sau liền có nước nóng dùng. Tống Thanh Phong cũng đang ở phòng bếp, đang cầm bầu nước đổ lên chân xoa xoa. Khổng Yên mím môi, trong nhà lại chỉ có một cái bầu. Xoay người đi đến cái tủ bên cạnh, lấy bát ra để múc nước không dám nhìn nhiều lấy xong đồ liền nhanh chóng trở về phòng tống thanh phong nhìn đến cô cứng đờ đầu lại càng cúi thấp xuống tay cũng càng ra sức xoa giống như làm vậy mới có thể che giấu nội tâm đang bối rối của mình hai người họ so với con gái mới lớn còn thẹn thùng hơn khổng yên trở lại phòng trước lau sạch sẽ máu dính trên chân mình sau đó dùng nước còn dư lại để rũ qua quần áo động tác mười phần nhanh nhẹn muốn nhanh chóng lên giường trước khi tống thanh phong trở về nào biết vừa vén chăn lên thì phát hiện trên giường cũng dính máu. Để người ta về xử lý. Cũng không thấy cứ để như vậy ngủ. Đang giàu dĩ thì Tống Thanh Phong quay lại. Trên người chỉ mặc quần đùi. Tống gia cũng không giàu có gì. Hàng năm lấy được tiền và phiếu vải cũng chỉ đủ để làm một bộ quần áo. Làm gì còn có tiền mà mua áo ngủ quần ngủ. Mọi người trong đội cũng đều như vậy. Trực tiếp thân trần một bộ áo bông, quần bông. Một bộ này của cô vẫn là do cha khổng mẹ khổng gửi tới mẹ cô làm việc tại xưởng dệt may có thể lấy được vải cộng thêm tay nghề của mẹ khổng cũng không tồi đều là bà làm xong rồi gửi cho cô tống thanh phong cọ sát bên ngoài một lúc mới trở về còn tưởng rằng cô đã ngủ nào biết cô đang đứng ngẩn ra cạnh giường lò nghe được tiếng đóng cửa quay đầu lại nhìn anh hai người đều hết sức khó xử quay đầu cuối cùng vẫn là khổng yên mở miệng trước nhìn anh nói giường bị bẩn rồi tống thanh phong bước tới thấy giữa giường nhiễm một vết máu lớn trầm mặc cuối cùng đi đến đầu giường, mà từ tận trong cùng dương gỗ đỏ lấy ra một cái nệm cũ rách hơn. Gian phòng này chính là phòng trước kia anh ở, lúc kết hôn tuy rằng vội vàng, nhưng cái gì nên có cũng đều có, chăn nệm đều đổi mới, đem những đồ anh dùng trước kia giặt rũ rồi cất đi. Động tác của anh rất lưu loát, nhanh chóng thay tấm nệm đơn. Sau khi đã thu dọn tốt, hai người lại lên giường nằm. Khổng Yên không dám nằm nghiêng người ngủ, món đầu kia không an toàn chút nào, chỉ có thể nằm ngửa. Thể xác và tinh thần trầm tĩnh lại, Điều này cũng khiến cho cảm giác khó chịu trong bụng cô càng rõ rệt hơn. Vừa rồi quá khẩn trương nên không có cảm thấy gì, hiện tại đến giờ mới thật sự là khó chịu. Tay che bụng, cả người có chút rét run. Trước kia cô có một người bạn cùng phòng bị đau bụng kinh, mỗi lần tới tháng đều tra tấn gần chết. Không nghĩ tới có nhiều chuyện đời trước cô chưa từng trải qua, đến khi đi tới nơi này thì cái gì cũng đều gặp phải một lần. Không được, cô khó chịu chết đi được. Khổng Yên cũng mặc kệ 3721, trực tiếp đẩy tống thanh phong bên cạnh tống thanh phong còn chưa ngủ nhận thấy hành động của cô liền nhanh chóng đừng lên anh không nghe được cũng quên mất chuyện có máy trợ thính vội vàng lại đi xuống lần nữa châm đèn vừa quay người lại thì nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch che bụng thống khổ không chịu nổi nhịn không được có chút lo lắng giúp tôi đi múc chút nước ấm lại đây với khổng yên cắn cắn môi vô cùng đáng thương nói tống thanh phong quay đầu liền mang chậu đi ra ngoài khổng yên ngồi dậy trường bụng bạn cùng phòng trước kia của cô là dùng túi nước ấm hoặc là ấm lô nóng để trường, nhưng hiện tại điều kiện không cho phép, đành phải dùng khăn mặt ngâm nước nóng vắt khô rồi đắp lên bụng. Đây là cách trương bội bội chỉ cho cô, cô ấy cũng bị đau bụng kinh. Tống Thanh Phong sau khi biết phải dùng khăn nóng đắp lên bụng, cũng không sợ nóng, đem khăn mặt nhúng ướt trực tiếp vắt khô rồi đưa cho khổng yên, tay bị nóng đỏ lên cũng không để ý. Anh cứ đứng yên bên cạnh giường lò, cũng không quan tâm xem bản thân mình có bị lạnh hay không, khăn mặt nguội rồi thì lại nhúng nước nóng khổng yên băn khoăn giật giật anh anh lên đây đi lỡ bị cảm làm sao bây giờ tống thanh phong mím môi mặt ửng đỏ nghe lời nằm xuống nhưng mỗi khi khăn mặt lạnh lại đứng lên đổi không hề có một câu oán hận khổng yên nằm bên cạnh anh lẩm bẩm kêu đau biết anh không nghe được tay lại đập đập vào cánh tay anh tỏ về bản thân đang rất đau tống thanh phong để cho tiện nên cũng không thổi tắt đèn dầu vậy nên có thể làm cho cô tận lực phát huy làm ra đủ các loại vẻ mặt thống khổ. Thật ra lần này so với lần đầu trải nghiệm đau bụng kinh đã ổn hơn nhiều, khi đó tất cả mọi người đều đi làm kiếm công điểm, không có ai ở lại điểm thanh niên tri thức. Cô nằm một mình trên giường đất cứng rắn chịu đựng qua đi, rõ ràng đang giữa ngày hè, mà lại ra một thân mồ hôi lạnh, khóc mệt rồi ngủ một giấc dậy mới khá hơn. Lần này thì ngược lại, còn có Tống Thanh Phong bên cạnh chăm sóc, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Tống Thanh Phong ở bên cạnh nhìn cô, mặt mày đều nhăn lại, nhìn thấy cô không thoải mái, trong lòng anh cũng khó chịu. Một bàn tay khoác lên bên ngoài chăn, nhẹ nhàng vỗ vô bụng cô. Giống như đang dỗ trẻ con, vừa ngốc lại vừa nghiêm túc. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, khổng yên cứ thế ngủ thiếp đi. Tống Thanh Phong tính toán thời gian, bàn tay tiến vào trong chăn lấy cái khăn mặt đã nguội trên bụng cô ra, lại đi phòng bếp đổi nước nóng. Cứ như vậy rằng co suốt cả một đêm. Hôm sau khi khổng yên tỉnh lại thì trời đã sáng choang, cô hoảng sợ, nhanh chóng ngồi dậy. Tống Thanh Phong đã không còn ở đây. Giật giật, cả người ngoại trừ chút mệt mỏi, còn có chút khó chịu. Vội vội vàng vàng đi đến phòng bếp, cũng chỉ còn một mình chị dâu cả Tống. Chị dâu, chị dâu cả Tống nghe được âm thanh liền quay đầu lại, trên mặt mang thần sắc không rõ ý tứ. Khổng yên trột dạ, cảm giác mình dậy quá muộn, người trong nhà hình như đều đi làm cả rồi, có chút ngượng ngùng. Đang chuẩn bị giải thích thì nghe chị dâu cả mở miệng trước, biểu tình có chút đáng khinh trêu gẹo nói, đúng là người trẻ tuổi có khác, thật có thể dày vò. Nói xong lại chật chật hai tiếng lắc lắc đầu, buồn bực lấy một chén đồ ăn từ trong nồi ra đưa cho cô, mau ăn đi, đợi thêm một lúc nữa là tới giờ ăn cơm chưa luôn rồi. Tối qua làm ẩm ý muốn chết, đánh thức luôn cả chị ta dậy, cửa kia cót két cót két liên tục, cũng không biết là chạy đến phòng bếp mấy chuyến. Sao lại có thể có thể đến thế chứ? Thật đã đánh giá thấp đôi tình nhân này. Chắc là vì chú út có thể nghe thấy, hưng phấn quá mức chăng khổng yên bụng quá đói nên cũng không để ý chị ta đang nói cái gì thuận tay tiếp nhận cơm lên ăn nhanh chóng ăn xong nói em đi nuôi heo đây chị dâu cả tống kéo cô lại nuôi heo cái gì chú út đã cho ăn xong cả rồi nói là em mệt mỏi phải nghỉ ngơi một chút đáng thương làm sao làm xong công việc buổi sáng cơm còn chưa kịp ăn được vài hớp đã chạy đi giúp cô nuôi heo trở về cũng không kịp nghỉ ngơi lại liền đi làm tiếp nhìn sắc mặt cũng có chút tiêu tụy chỉ sợ cả đêm đều không ngủ nói xong một chàng lại làm ra vẻ người từng trải được rồi em trước tiên về phòng nghỉ ngơi đi nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa sẽ có việc này cũng không thể dày vò quá mức nên tiết chế một chút khổng yên nghe hiểu được ý tứ của chị ta mặt nháy mắt đỏ bừng lên yên lặng cúi đầu không dám nói tiếp nữa tay chân luống cuống nhịn không được thẹn thùng tống thanh phong này thật là không biết anh nói thế nào mà gây ra hiểu lầm cho người ta như vậy ai muốn có ngại quá đi mất thôi cũng không biết có phải đã dọa sợ tống thanh phong hay không mấy ngày nay khổng yên trôi qua rất thoải mái công việc mỗi ngày đều bị tống thanh phong cướp lấy làm xong hết quả thực giống như tiến vào trạng thái về hưu sớm khổng yên tất nhiên sẽ không ngả bài nói thật với anh là mình đã hết đau rồi không nói một ngày là thoải mái thêm một ngày dù sao chỉ cần bên cạnh tống thanh phong cô lập tức tỏ ra vô cùng yếu ớt hạnh phúc hưởng thụ mấy ngày sung sướng thừa dịp mấy ngày nay rảnh rỗi khổng yên bắt đầu học tập may vá đúng vậy cô phải làm một hiền thê lương mẫu cần cù lương thiện bất quá chuyện này thật sự có chút làm khó cô nhớ năm đó cô nhất thời nổi hứng học theo chữ thập với bà nội cô học hai ngày đã thấy chán vốn còn tưởng là do mình lười thôi bây giờ xem ra khả năng thật sự là cô không có thiên phú về phương diện này cô là theo chị dâu cả tống học giữa chưa rút ra chút thời gian quần áo cô không biết cắt may nên vừa ra tay đã nghĩ học làm giày mục tiêu là trước tết làm ra sáu đôi giày cho ông nội và cha mẹ tống cha mẹ khổng còn có cho chính cô. Nào biết bước đầu tiên chế vải còn không biết, trước tiên đem vải bông và hồ dán dính sát từng tầng với nhau, sau đó hòng khô lại. Chị dâu cả tống cũng đang làm giày, chị ta muốn làm cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một đôi, con trai lớn nhanh, giày rất mau chật, vừa vặn thuận tiện dạy cô luôn. Nào biết nha đầu này thật sự tay chân rất vụng về, người ta dùng hồ dán vải bông ngay ngắn chỉnh tề. Chuyện đơn giản thế mà cố tình cô lại dán thành nhiều nếp nhăn không nói, độ dày còn không đồng nhất, vừa nhìn đã thấy phiền lòng chuyện này còn chưa tính là gì đáng sợ nhất là tới bước thứ hai bảo cô cắt đế giày lại cắt thành siêu siêu vẹo vẹo cho dù không phải dùng đồ của chị ta nhưng nhìn cũng thấy đau lòng thay thế mà lúc mới bắt đầu cô còn chém gió nói mình học làm gì cũng nhanh nhất cũng không biết tự tin ở đâu ra cuối cùng chị dâu cả tống thật sự là nhì không nổi nữa làm hết những bước đầu tiên cho cô đến cả khâu từ đế giày vòng lên cũng khâu trước cho cô mấy mũi nói rõ ràng mấy bước phía sau rồi mới buông tay khổng yên ôm một sổ nhỏ đồ trở về phòng mình bắt đầu nghiêm túc may đế dày cũng làm như ai ơi khâu xuống sắc mặt nghiêm túc nào biết mới kim thứ nhất đã chọc không qua hay lắm cô nhìn chị dâu cả làm rất nhẹ nhàng thoải mái sao lại chặt như thế chứ chọc cũng chọc không qua ngón trỏ và ngón cái cầm kim dùng sức đâm rốt cuộc cũng xuyên qua được còn chưa kịp thả lỏng nào biết lại không rút ra cái thứ gì thế này Tống Thanh Phong đang an vị bên cạnh, cầm sách trong tay nhỏ giọng đọc, vốn còn đang tốt vô cùng, cố tình cô vừa trở về liền không có cách nào tập trung được nữa. Nhất là nhìn thấy cô lúc này đang ra sức bú sữa mẹ khâu vá, nhịn không được buồn cười, lại nhìn thấy trên bàn còn một sổ đồ chưa làm xong, khóe mắt liền nhảy dựng. Anh chợt có dự cảm không tốt. Quả nhiên, không đợi anh kịp hồi thần, khổng yên bên cạnh đã không khách khí chút nào vỗ vỗ anh, đem đế giày trong tay đưa qua, nhanh, giúp tôi rút kim ra tống thanh phong nhìn cô một chút yên lặng buông sách xuống nhận lấy dùng một chút lực rút ra khổng yên thấy thế trên mặt liền vui vẻ nhanh lại giúp tôi chọc vào tống thanh phong làm xong vừa chuẩn bị đưa đồ qua liền nghe nói như thế trong lòng suy nghĩ quả nhiên khổng yên thấy anh nửa ngày không có phản ứng cho rằng anh không nghe thấy vỗ vỗ vào vai anh chỉ vào đế giày trong tay anh nói chọc chỗ này đúng là chỗ này tống thanh phong mím môi ngay chỗ cô chỉ lại đem kim đâm vào khổng yên vui vẻ nhanh lại rút ra cho tôi rút ra tống thanh phong ngẩng đầu mặt không cảm xúc nhìn cô tay không nhúc nhích khổng yên phản ứng kịp trên mặt ngượng ngùng để người này làm luôn được không cô cảm thấy làm giày thật khó lại làm nhiều như thế cô lại còn khoe khoang khắp nơi mẹ tống sau khi biết liền rất vui vẻ gặp ai cũng thổi phồng khiến cho cô hiện tại chỉ có thể kiên trì mà làm cũng không thể đem mấy cái bán thành phẩm này ném cho mẹ Tống nhờ bà làm. Thế thì cũng quá là nói được làm không được rồi. Có chút chột dạ xoắn suýt ngón tay, ngẩng đầu thử thương lượng, nếu không, để tôi đọc sách cho anh nghe, anh giúp tôi làm giày. Thấy sắc mặt anh lại càng kém, nhanh chóng giơ tay lên làm ra vẻ thế thốt, tiếng phổ thông thuần khiết, anh đọc theo, tuyệt đối chỉ cần mấy ngày là có thể nói một ngụm lưu loát, trôi chảy. Nói xong vỗ ngực một cái, tin tôi đi, sẽ không lửa anh đâu tống thanh phong thái dương nhảy dựng anh biết ngay sẽ như vậy mà khổng yên rất biết điều cầm lấy sách lật trang đầu tiên lập tức lớn tiếng đọc chậm lại quét mắt nhìn qua dò xét anh một chút thấy anh đang gắt gao nhìn chằm chằm cô nhanh chóng ngồi thẳng giả vờ không nhìn thấy tống thanh phong cầm chặt nắm đấm hít thở sâu một hơi áp chế buồn bã trong lòng bảo một người đàn ông như anh làm giày cũng chỉ có khổng yên làm được mấy ngày nay thời tiết cũng không tốt xã viên cứng rắn vác cuốc lên làm việc thật sự là không được nữa mới để cho bọn họ về nhà. Có ít người còn không muốn đi, nhưng cũng không còn cách nào. Cha Tống là đại đội trưởng, mấy ngày nay cũng có chút mặt ủ mày trao, không có công điểm cũng đồng nghĩa với không có lương thực. Vốn đã không đủ ăn, lại còn gặp thời tiết như vậy, chỉ sợ không qua nổi mùa đông này nữa. Hôm nay lại là ngày đại phong tuyết, cho nên mọi người đều không xuất công nghỉ ở nhà. Vừa vặn lại là ngày nghỉ, anh cả Tống cũng về nhà, cho nên xe đạp quý giá nhất trong nhà cũng mang về vừa nghe khổng yên muốn gửi thư về nhà mẹ tống cầm từ trong nhà ra một hũ cá ướp muối đã bọc kỹ và một bình nhỏ cải thảo muối đưa cho cô trong nhà cũng không có đồ gì tốt lại sắp đến tết rồi mấy thứ này con cũng gửi về đi cho bố mẹ con cũng nếm chút đồ ăn tươi mới khổng yên cũng không khách khí thời gian trước đại đội lại tổ chức cho người đi mò cá tống ra được chia không ít đủ ăn nhanh chóng nhận lấy khéo léo ngọt ngào nói con cảm ơn mẹ mẹ tống khoát tay cảm ơn cái gì người một nhà với nhau cả cha mẹ con chỉ có một đứa con gái là con bình thường còn không biết nhớ thương như thế nào đâu năm nay lại ăn tết bên ngoài nhất định sót muốn chết nhà lão tống gia ta cũng xem như chiếm được đại tiện nghi còn không phải à lần trước phải vóc làm quần áo cho cô và thanh phong còn có ông nội tống còn thừa lại không ít nói với cô muốn làm cho trụ tử và hổ tử một bộ quần áo mới hai đứa bé này từ nhỏ còn chưa từng được mặc qua quần áo mới gì Đều mặc đồ cũ sửa lại từ đồ của người lớn may may vá vá lại cho bọn chúng. Vốn còn lo lắng cô trong lòng không thoải mái, nào biết không hề nghĩ ngợi đã gật đầu, còn sợ không đủ đưa thêm ít vải cho bà. Đúng là hào phóng vô cùng, ngay cả con dâu cả cũng phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Mẹ Tống kéo Tống Thanh Phong qua một bên, bảo anh đạp xe chở Khổng Yên lên thị trấn. Lần trước chuyện đúng là không dám nghĩ nữa, vẫn là có người đi cùng tốt hơn, lấy xe anh con đi, trên đường đi chậm một chút. Tống Thanh Phong lấy mũ đội và gật gật đầu, bảo Khổng Yên đưa túi sách của cô đang ôm trong ngực cột lên khung xe phía trước. Sơ sơ vào máy trợ thính trong túi áo, thấy nó vẫn đang an ổn hoạt động, trong lòng khẽ buông lỏng. Một tay giữ lấy ghi đông, một tay đặt lên yên xe, đẩy xe ra cửa. Khổng Yên quàng khăn kỹ càng, đeo bao tay lên, hứng phấn theo sau. Mẹ Tống thấy hai người ra cửa, nhịn không được dặn dò, đi chậm một chút, cẩn thận ngã. Cuối cùng vẫn là không quá yên tâm, đưa người ra đến cửa nhớ che chở cái xe khổng yên không quay đầu bất quá vẫy vẫy tay đoạn đường này trong đội gồ ghề không bằng phẳng tống thanh phong trực tiếp đẩy xe đi khổng yên còn chưa từng ngồi qua loại xe này có chút chờ mong ghét bỏ đường khó đi hai tay bám vào băng ghế phía sau mượn lực đại khái là nhận ra được đột nhiên phí sức tống thanh phong nghi hoặc quay đầu lại thấy là do cô phá rối không biết nói gì hơn vốn đường đã không dễ đi cô lại còn cản trở đi lên đường cái Tuy rằng lớp tuyết khá dày, nhưng nhiệt độ không khí quá thấp nên cưng cứng, xe đạp đẩy qua vang lên tiếng sát sát, nhưng cũng không bị lún quá sâu. Thấy tình hình giao thông đã tốt hơn nhiều, Tống Thanh Phong chậm lại, sau đó chân trái đạp lên bàn đạp, chân phải lấy đà đá trên mặt đất hai lần, cuối cùng nhấc chân vòng qua băng ghế sau, đầu xe lung lay hai cái, cưỡi ổn. Chân đạp hai lần, tốc độ chậm lại, quay đầu lại nhìn Khổng Yên, ý bảo cô lên xe. Khổng Yên rụt cổ, mắt nhìn vào Yên sau cao đến eo cô, cô cảm giác mình không thể nhảy lên được, đưa mắt nhìn lại tống thanh phong, vươn hai tay ra hà hơi, sau đó trả sát lại rồi đột nhiên vọt lên phía trước, nhìn thấy tống thanh phong mặt mày nhảy dựng, muốn ngăn cô lại, nhưng người đã đi đến trước mặt, khổng yên ôm chặt lấy eo tống thanh phong, đang chuẩn bị nhảy dựng lên thì chân mềm nhũn, không được, không được, cao quá, khổng yên kinh sợ lùi lại, cô chắc chắn nhảy không qua, tống thanh phong bị cô ôm lấy, đầu xe lắc lư một trận vội vàng ổn định lại, đạp hai lần, cuối cùng dừng lại. Chân phải đạp lên bàn đạp, chân trái chống xe, xe chính chết dừng. Kinh hồn táng đảm. Anh thở hắt ra, quay đầu lại nhìn cô, ý bảo hiện tại đi lên đi. Khổng yên vui vẻ, thích thú tới gần. Nhưng mà vẫn cao. Một tay nắm xe, một tay kéo quần áo anh, cũng không học theo tiên nữ trên TV ngồi nghiêng một bên, trực tiếp mở chân qua vọt qua. Nhưng mà quần áo trên người quá mập mạp, khiến cho thân thủ của cô không được linh hoạt lắm nỗ lực nửa ngày cuối cùng mới ngồi lên được nhưng mà mông vẫn lệch chờ chân trái tống thanh phong đạp lên bàn đạp toàn bộ xe thăng bằng lại thì ở phía sau mông khổng yên đổ hẳn về bên trái sắp rơi cả người xuống ai nha ơ sắp rơi tôi sắp rơi luống cuống tay chân bắt lấy anh quần áo tống thanh phong bị kéo cho biến dạng anh gắt gao giữ lấy đầu xe hai người lung lay thoáng động nửa ngày mới cưỡi ổn chỉ cần ở chung với cô thì rất dễ xảy ra chuyện Lần này đạp xe nên so với lần trước đi nhanh hơn nhiều. Sau khi đến thị trấn, Khổng Yên dẫn đầu chạy tới bưu cục đem đồ gửi về nhà, trừ đồ ăn mẹ tống cho với thư do chính cô viết, còn có giày hai ngày nay Tống Thanh Phong làm xong. Không sai, là anh làm. Động tác rất nhanh, chỉ mấy ngày đã làm xong hai đôi giày. Làm cho Khổng Yên mừng chết, ngày nào cũng nói bao nhiêu lời hay cho anh nghe. Hy vọng anh sớm ngày làm xong nốt mấy đôi còn lại. Cô cũng không biết kích cỡ chân của cha Khổng, mẹ Khổng là án theo chân của cha tống mẹ tống làm hẳn là không khác nhau lắm trong ấn tượng của cô thân hình hai người họ cùng cha tống mẹ tống cũng tương tự nhau trước làm xong hai đôi này gửi về một nam một bắc hy vọng bọn họ có thể nhận được trước tết tiếp đó theo phân phó của mẹ tống đi một chuyến lên cung tiêu xã mua muối và mấy cái cúc áo sau đó liền về nhà đường về khó đi hơn nhiều hầu hết đều là leo dốc khổng yên nhìn tống thanh phong phía trước cong eo lên đạp chột dạ không hề đề cập đến chuyện xuống xe. Quay đầu giả vờ như không phát hiện ra. Đại khái là quá phí sức mà không tiến lên được, Tống Thanh Phong rốt cuộc cũng chịu thua, ngừng lại. Chân trống xuống, quay đầu nhìn Khổng Yên. Khổng Yên cắn cắn môi, thử thăm dò, nếu không, tôi không xuống nhé. Tí nữa lại phải leo lên, phiền phức lắm. Tống Thanh Phong yên lặng nhìn cô, thở dài, sau đó quay đầu chính mình xuống xe. Thật sự là đẩy cô đi về phía trước. Khổng Yên sán lạn cười một tiếng, còn vui vẻ lắc lắc hai chân trở lại giao lộ đến chỗ này thì không thể không xuống trong đội sản xuất còn khá bảo thủ cho dù có là vợ chồng nhỏ để người ta nhìn thấy cũng không tốt hai người đi một trước một sau trời hơi tối khổng yên lăng xăng chạy lại gần tống thanh phong nắm lấy vạt áo anh cảm giác một mình đi phía sau không an toàn tống thanh phong liếc qua gò má nhìn cô một cái không lên tiếng thôi tùy cô đi hai người đi được một đoạn đến lối rẽ nhỏ đột nhiên đụng phải một người Khổng Yên tò mò quan sát một chút. Là một người đàn ông mặc quân trang xanh biếc. Ngũ quan đoan chính, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, cũng cao sấp xỉ với Tống Thanh Phong, nhưng nhìn cường tráng hơn rất nhiều. Huy hiệu hồng lĩnh trương hồng trên mũ, quân trang cũng không sạch sẽ tinh xảo, đẹp mắt như trên tivi, nhưng dáng người cao ngất thẳng tắp, mặc trên người anh ta mang đến một loại khí thế áp bách, làm cho người ta xem nhẹ đi vẻ bề ngoài. Đại khái là quen biết Tống Thanh Phong, nhìn anh nhẹ gật đầu. Tống Thanh Phong cũng gật gật đầu. Khổng Yên lệch nghiêng đầu, đột nhiên hiểu ra, đây không phải là nam chính nguyên tác đấy chứ. Sau khi cùng triệu vệ quốc tách ra, Khổng Yên nhịn không được tò mò hỏi Tống Thanh Phong vừa rồi là ai thế. Mặc dù biết là ai, nhưng vẫn muốn bát quái một chút. Tống Thanh Phong đã trải qua một thời gian luyện tập, đã có thể nói chuyện được, chỉ là không được lưu loát lắm. Đại khái là sĩ diện, nên bình thường anh không mở miệng, chỉ vụng trộm trốn trong phòng luyện tập nói chuyện một mình. Nói thật, Cô còn rất bội phục anh. Trước kia cô có xem qua một tin tức, nói là có một người ngoại quốc gặp tai nạn máy bay mất liên lạc với xung quanh, một mình ở trên hoang đảo sinh hoạt mấy năm. Bởi vì mất đi cơ hội cùng người khác giao lưu, nên đến lúc sau khi tìm được người về rồi cũng không nói chuyện nữa. Mà tình huống của Tống Thanh Phong cũng không khác lắm với người nọ, lỗ tai không nghe được, cộng thêm không nguyện ý giao lưu với người khác, dân già, dĩ nhiên là sẽ không nói chuyện nữa. Tuy rằng có thể thông qua khẩu hình hiểu được nội dung người khác nói, nhưng cũng chẳng khác nào vừa điếc lại vừa câm. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn anh lại có thể nói chuyện lại một lần nữa, thật sự rất lợi hại. Thật ra, ngay từ đầu cô vốn đã định cùng anh chung sống thật tốt, nhưng sau này phát hiện ra Tống Thanh Phong không thích cô lắm, cộng thêm luôn luôn không tự giác xem anh là một nhân vật trong sách, nghĩ tới một ngày nào đó anh sẽ yêu lầm hạnh, cho nên không quá nguyện ý dây dưa liên lụy với anh quá nhiều. Cũng sợ nếu thay đổi nội dung cốt truyện sẽ ảnh hưởng, tổn hại đến bản thân, cho nên cứ như vậy không nóng không lạnh ở chung nếu không phải sau này do chính mình nhanh mùm nhanh miệng chọc đến nỗi đau trong lòng anh, thì cũng đã không ái náy nói với anh về chuyện máy trợ thính. Nhưng cô cũng không nghĩ tới, tuy rằng anh nghe chuyện máy trợ thính thì liền kích động, nhưng vẫn cự tuyệt dùng tiền của cô. Nói thật, nếu đổi lại là cô thì khẳng định sẽ không làm được như vậy. Nếu là cô bị điếc, đột nhiên một ngày nào đó có người nói với cô rằng có thể giúp cô nghe thấy, còn cho cô vay tiền để mua, đặc biệt người này còn là người sớm chiều ở bên cạnh cô. Chẳng sợ cho dù không quen thuộc lắm thì 99% cô cũng sẽ đồng ý. Vậy mà anh lại có thể nhịn được, còn tự mình mỗi ngày hơn nửa đêm chạy đi kiếm tiền, mùa đông giá rét cũng không trời lạnh. Có thể thấy được nghị lực cũng như định lực tự khống chế của anh kinh người thế nào. Tống Thanh Phong nghiêng người nhìn cô một cái, trên mặt không có biểu cảm gì. Nghĩ đến lúc nãy cô nhìn chằm chằm Triệu Vệ Quốc không chớp mắt, trong lòng có chút đáng đắng. Không nói chuyện, miệng hơi bặm lại, quay đầu không để ý tới cô. Khổng Yên tức giận trợn trắng mắt nhìn anh. Khó trách mẹ Tống nói anh là cục đá trong hố phân, vừa thối lại vừa cứng. Không hiểu nổi. Đem tất cả những lời vừa rồi trong lòng khen anh, tất cả đều thu hồi lại. Hai người về đến nhà, vừa vặn mẹ Tống và chị dâu cả Tống đang nấu cơm. Khổng Yên cầm muối và cúc áo đi đến phòng bếp. Mẹ Tống ngồi phía dưới trong bếp lò, trong tay nắm ống bể, thấy cô trở về liền nở nụ cười, đang nói không biết hai đứa con sắp về chưa, không nghĩ đến liền trở về khổng yên đem cúc áo đưa cho mẹ tống mua xong là về luôn ạ à, trên đường tuyết dày vừa đi vừa nghỉ đều không đạp xe nổi xoay người đem gói muối to xé ra rồi đổ vào trong hồ lô đựng muối à đúng rồi vừa nãy con với tam căn trở về ở chỗ lối rẽ đụng phải một người mặc quân trang cái tên tống thanh phong kia là người ít nói cô đành tám chuyện với mấy người mẹ tống và chị dâu cả vậy mẹ tống vừa nghe kinh ngạc hỏi lại phải không trông như thế nào tuy rằng cũng đã đoán được là ai nhưng vẫn là nhịn không được xác nhận lại khổng yên ngẫm nghĩ trong nguyên tác miêu tả nam chủ là một người đàn ông có khí thế quân nhân đặc biệt nhưng cẩn thận hồi tưởng lại một phen cũng chỉ có như vậy chủ yếu cô là người mắc bệnh nhan khống nam chủ tuy rằng cao to khỏe mạnh ra lại còn đen cảm giác không quá đẹp trai hơn nữa gương mặt còn rất dọa người liền nói cao to cường tráng đen đen giống như con trâu mẹ tống vỗ đùi nói với chị dâu cả tống thế thì không sai nhất định là tiểu tử triệu gia kia trở về. Sau đó lắc đầu cảm thán, thật đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nhớ ngày xưa triệu gia thê thảm như thế nào, vì chuyện thành phần mà mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Không nghĩ đến sau khi tiểu tử vệ quốc kia đi tòng quân lại càng sống càng tốt. Chị dâu cả tống cũng không nhịn được chua chua, hơn nữa theo quân ngũ trợ cấp nhiều lắm, mẹ, chỉ sợ mẹ còn chưa biết, con nghe nói gần đây triệu gia náo loạn rất ẩm ĩ Hình như là cô dâu mới qua cửa kia của triệu vệ quốc cũng không phải là người hiền lành gì, chỉnh cho cả nhà triệu gia kia mấy anh em đều nhanh chóng xa cách nhau. Lời này là chị ta nghe được con dâu lớn nhà Điền ra ở phía trước nói, chị ta vốn có quan hệ không tệ với con dâu cả nhà họ triệu. Nghe đến hai lỗ tai nổi đóa nói là không vui khi dùng tiền lương của triệu vệ quốc trợ cấp trong nhà. Cũng phải thôi, chuyện này nếu là ai thì trong lòng cũng đều không thoải mái, nếu đổi thành chị ta cũng sẽ không vui. Nuôi cha mẹ coi như xong, nhưng em út kết hôn thành ra rồi dựa vào cái gì lấy tiền chồng mình đi nuôi cả nhà đông người như vậy nhất là nghe được một tháng tận 30 đồng, nghĩ một chút thôi cũng đã đau lòng, 30 đồng A, à, một năm cộng lại là mất bao nhiêu. Bình thường trong quân đội lại không cần tiêu tiền, giữ nguyên tiền lương gửi về, hơn nữa còn có rất nhiều thợ cấp khác nữa, sao có thể không đau lòng cho được. Mẹ Tống ban đầu nghe còn chưa cảm thấy gì, đến khi nghe chị ta nói như vậy, trong lòng cũng thấy chua chua, bĩu môi, khinh thường nói, hai ông bà nhà họ triệu kia đầu óc đúng là hồ đồ, con cái lớn đều thành ra cả rồi sao còn có thể cột chung với nhau một chỗ, sau này khẳng định còn ẩm ý hơn nữa cho xem. Không chỉ nuôi lớn lòng tham của mấy người anh em khác, còn dung túng cho mấy cô con dâu miêu ma trước quỷ, đến lúc mất sạch thể diện có hối cũng không kịp. Khổng Yên nghe vậy hai mắt sáng lên, không ngờ mẹ tống thế mà lại liệu sự như thần. Còn không phải à, nữ chủ sau khi sống lại cũng không phải người lương thiện hiền lành gì, cảm thấy hai người chị dâu đời trước cũng bắt nạt cô ta đời nay trọng sinh trở về cảm giác mình tuy là phải xin lỗi nam chủ nhưng cũng không nợ nần gì hai kẻ kia cho nên triển khai các loại đối phó với chị dâu cực phẩm cuối cùng ồn ào to chuyện lên đến mức hai ông bà nhà họ triệu trong lòng cũng tức giận điều này cũng khiến cho nữ chủ thuận lý thành trương đi theo quân chị dâu cả tống có chút tán đồng gật gật đầu chính là đạo lý này nhất là lão tam nhà họ triệu vốn là kẻ trong ngoài bất nhất còn lợi hại hơn cả vợ hắn chỉ sợ không dễ xử lý đâu về điểm này chị ta rất bội phục mẹ tống công việc của chồng chị ta khá có thể diện tiền kiếm được cũng tương đối nhiều hàng năm trừ giao ra một ít phí dưỡng lão còn dư lại toàn bộ để vợ chồng bọn họ tự mình bảo quản cho nên chẳng sợ mẹ tống đem tiền của mình vụng trộm trợ cấp chút ít cho hai người nhà lão tứ trong lòng chị ta cũng không oán trách gì mặt khác lão tứ so với người bình thường đáng thương thiệt thòi hơn chú ấy lại sống không tệ chị ta cũng không phải là người có ý chí sắt đá ở chung với nhau nhiều năm như vậy cũng có chút tình cảm nói là xem như nửa em trai ruột cũng không phải là nói quá với lại cũng là cảm thấy lão tứ làm việc khổ cực lại kiếm không được bao nhiêu trợ cấp chút cũng không đủ chỉ cần không phải hoàn toàn nuôi cả hai người họ là được rồi dù sao vợ chồng chị ta cũng còn có con cái của mình cơm nước xong khổng yên trở về phòng rửa mặt với lý do da bị nứt này mỗi ngày buổi tối trước khi đi ngủ cô đều sẽ dùng nước nóng để ngâm tay ngâm chân vừa ngồi xuống đem chân ngâm vào trong chậu thì tống thanh phong trở về trong tay cũng bưng chậu ngồi cách cô không xa. Chậu cô dùng là chậu trắng men in hoa đỏ chót, vẫn còn mới, bàn chân đạp ở bên trong trắng trắng mềm mềm nổi bật. Đại khái là mùa đông nuôi người, có thể cảm giác rõ ràng là mình lại trắng lên một chút, nhìn cánh tay là biết. Vụng trộm nhìn sang bên cạnh giò xét anh một chút, thấy anh dầu dĩ cúi đầu, nhịn không được thấy kỳ quái. Mấy ngày nay lúc vừa trở về phòng thì chỉ cần rảnh rỗi là lại luyện tập nói chuyện, hôm nay lại không có, sao đây, chồng gì cả đến nhịn không được đẩy đẩy anh hỏi một chút anh sao thế tống thanh phong nhìn cô một cái không nói chuyện ơ ờ, sao lại giống con gái mới lớn thế này khổng yên nghiêng lệch đầu nhìn thoáng qua anh đang định trêu chọc hai câu đột nhiên nghĩ tới triệu vệ quốc đúng rồi anh ta không chỉ là nam chủ còn là chồng của nữ chủ lâm hạnh bà mẹ nó anh đây là đang ghen tuông khổng yên cảm giác mình đã chạm đến chân tướng mặt tối sầm thở phì phò lau chân bưng chậu đi ra ngoài. Quan tâm người ta làm gì, trong lòng người ta còn có người khác. Đổ nước xong, về phòng nhìn cũng không thèm nhìn anh, leo lên giường đất lấy kem con sò ra bôi mặt, bôi tay, bôi chân. Tống Thanh Phong vốn còn có chút bực mình, nhưng nhìn thấy cô đột nhiên khó hiểu đen mặt lại, nhịn không được trột dạ, rõ ràng cái gì đều không làm, lại cảm giác mình giống như đắc tội cô. Thả chậu xuống, yên lặng ngồi trên giường, thấy cô lấy đồ ra dưỡng ra, liền ngoan ngoãn chờ đợi đến khi khổng yên nằm xuống rồi mới thổi tắt đèn dầu ở đầu giường ngày hôm sau chuyện triệu vệ quốc về nhà liền truyền khắp trong đội dù sao cũng là quân nhân duy nhất của đội hai bọn họ vinh quang biết bao lúc ăn cơm trưa hồ tử còn nói bà nội bà không biết đâu cầu đản hôm nay còn khoe khoang với con chuyện chú hắn làm quan rất lợi hại phía dưới còn quản một đám người cơ sau đó vẻ mặt hâm mộ nói chú hắn còn mang về đặc sản vùng tây nam bên đó cầu đản nói ăn ngon lắm là cái loại lạp xưởng địa phương cắt thành từng miếng rồi hấp ăn cực kỳ thơm nói xong còn nuốt một ngụm nước bọt tuy rằng nó chưa từng được ăn nhưng vẫn cảm thấy chắc chắn ăn rất ngon khổng yên nghe thế cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái cái này cô biết trước kia anh họ cô qua bên kia công tác cũng thuận tiện mua một ít lạp xưởng muối đặc sản địa phương ở đó về biếu nhà cô một ít hấp lên không cần cho thêm gì ăn luôn là đã ngon mẹ tống miệng vừa kéo Nhìn đến trên bàn ăn nhà mình suốt một cái mùa đông không phải dưa muối củ cải thì cũng là cháo khoai lang đỏ. Cảm thấy thằng nhóc này thật đáng ghét, lúc nào nói không được thế mà đè ngay lúc này nói. Cơm nước xong xuôi, Khổng Yên đi rửa bát liền thấy hồ tử lén lút trốn ở phía ngoài phòng bếp. Sau đấy, hồ tử thấy cô đi ra, lập tức nhảy nhót chạy đến trước mặt Khổng Yên, kéo người sang một bên, sau đó vẻ mặt mong đợi nhì Khổng Yên, thím tư, thím cũng bảo chú tư đi làm lính được không. Làm lính tốt lắm, có ăn có uống còn có thể quản người khổng yên không biết nói gì nhìn nó thằng nhóc này thật là tham ăn tức giận chọc chọc vào đầu nó cháu cho rằng làm binh là dễ làm như vậy mê chết đi được với cái thân thể gầy gò của chú tư cháu đi còn không phải là để bị đánh à? hồ tử vềnh miệng lên đang chuẩn bị co kè mặc cả tiếp nào biết vừa quay đầu nhìn thì đã thấy chú tư nhà mình đen mặt đứng sau lưng thím tư co cổ lại có chút sợ sệt cảm giác hình như mình gây họa rồi rất biết quan sát thời thế xoay người liền chạy cháu chạy cái gì khổng yên cảm thấy khó hiểu buồn cười lắc lắc đầu cảm thấy đứa bé này thật là nghịch ngợm mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi xoay người trở về phòng đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn vừa vặn đối mặt với tống thanh phong đang đen mặt kia thân thể cứng đờ chột dạ gục đầu xuống cô có phải lại chọc điên anh rồi không khi tống thanh phong làm xong việc trở về thì đụng phải triệu vệ quốc ở giao lộ thấy trên chân anh ta toàn là bùn hẳn là đi từ đội sản xuất bên cạnh về bên kia địa thế ở gần đê hôm qua lúc anh đi qua cũng dẫm phải một cước bùn triệu vệ quốc cũng nhìn thấy tống thanh phong ánh mắt không tự giác nhìn lên lỗ tai anh tối hôm qua nghe mẹ triệu nói anh ta mới biết được bây giờ tống thanh phong đã có thể nghe thấy ngày hôm đó khi trở về cũng nhìn thấy trên tay tống thanh phong chụp một thứ đồ màu đen còn nghi hoặc không biết là cái gì không nghĩ đến hóa ra là thứ đồ tốt có thể làm người ta nghe thấy. Chú Tống, triệu vệ quốc mở miệng trước hô lên chào cha Tống đi bên cạnh, sau đó quay sang Tống Thanh Phong gật gật đầu. Cha Tống đang đi cùng với Tống Thanh Phong, nhìn thấy là triệu vệ quốc, trên mặt lập tức nở nụ cười, xoa xoa tay kích động nói. Là vệ quốc đấy à, hôm qua nghe nói cháu mới về, đã mấy năm không gặp rồi nhỉ. Không nghĩ đến bây giờ tiểu tử cháu lại cao lớn cường tráng thế này, nếu không phải mặc một thân quân trang, chú còn không nhận ra được đâu tống thanh phong nhìn sang cha tống thấy ông không tự giác cong eo xuống ánh mắt anh tối sầm lại triệu vệ quốc lễ phép gật đầu vâng đã mấy năm không về rồi ạ à. mấy năm nay trong nhà nhiều việc cũng may có chú tống chiếu cố cha tống nhanh chóng khoát tay cháu khách khí rồi vẫn là do nhà bọn cháu không chịu thua kém mới đúng triệu vệ quốc nhìn thoáng qua tống thanh phong lại nói với cha tống cháu nghe nói tam căn đã có thể nghe thấy chúc mừng cha tống nghe vậy nét cười trên mặt càng sâu thêm, liên tục gật đầu, đúng vậy. Vẫn là quốc gia tốt, sản xuất được thứ đồ tốt như vậy bán, tam căn nhà chú mới có thể nghe thấy. Triệu vệ quốc gật gật đầu phụ họa. Ba người tách nhau ra tại lối rẽ. Tống Thanh Phong mím mỗi, nãy giờ vẫn không lên tiếng nói chuyện, chờ đến khi người đã rời đi. Cha Tống vẻ mặt cảm thán nói, thật không nghĩ tới thằng nhóc ngày xưa bây giờ lại có tạo hóa lớn thế. Nhìn thoáng qua con trai đang đi bên cạnh, trong lòng ông chợt thấy chua xót, nếu không có chuyện đó xảy ra thì năm ấy làm cách nào cũng phải đưa con vào bộ đội. Vỗ vỗ vai anh, thở dài, đi thôi. Bây giờ con trai có thể nghe thấy đã là may mắn lớn lao, làm người vẫn nên biết đủ thì hơn. Tống Thanh Phong nghiêng mắt nhìn cha, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết trong lòng đang là tư vị gì nữa, chỉ là nhịn không được lại nhớ tới mỗi lần nghe người khác nói về Triệu Vệ Quốc luôn dùng một ánh mắt sùng bái cùng cực kỳ hâm mộ. Cúi mắt nhìn xuống ống quần mình, thùng thình rách nát, đều là tuyết và bùn so sánh với triệu vệ quốc mặc quân trang sạch sẽ chính khí đầy mình bản thân giống như nước bùn ổ uế cảm thấy chua xót không chịu nổi sau khi trở về tống thanh phong trước tiên là đi đến giếng nước tẩy sạch bùn đất trên giày mình sau đó mới vào phòng vừa bước vào thì nhìn thấy khổng yên đang giàu dĩ không vui ngồi trên giường lò thấy anh về cũng hờ hững không nói năng gì buổi trưa trước lúc đi vẫn còn tốt mà bây giờ lại có chút kỳ quái đưa mắt nhìn cô cũng không nhiều lời đến cuối giường lấy chậu bước ra ngoài ngồi sủng bên cạnh giếng giặt rũ. Một lát sau nhìn thấy cửa phòng mẹ Tống đột nhiên mở ra. Tống nhị ni ôm rổ từ trong phòng bước ra. Vừa mở cửa ra nhìn thấy Tống Thanh Phong, chị ta sừng sốt, còn chưa kịp đắc ý thì đối diện với tầm mắt của anh. Nhanh chóng thu biểu tình lại, trên mặt còn có chút sợ hãi, cúi đầu nhanh chóng xoay người rời đi. Mẹ Tống cũng từ trong nhà đi ra, thấy là con trai, nở nụ cười hỏi, vợ con đâu? Vừa nãy mới thấy nó ở đây mà tống thanh phong nghĩ đến vừa rồi khổng yên trông không vui vẻ gì cảm thấy sáng tỏ nâng mắt nhìn mẹ tống một chút lời ít mà ý nhiều nói trong phòng mẹ tống sắc mặt thoải mái thấy con trai mặt mũi vô cảm lại nhớ tới con gái vừa mới đi trên mặt ngượng ngùng mở miệng giải thích dù sao cũng là người một nhà làm gì có chuyện thủ qua đêm chị hai của con chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ nó về nhận sai con cũng đừng tính toán với nó nữa thật ra việc này cũng trách mẹ khi nó còn bé có lần mẹ giặt quần áo không chú ý, nó rơi xuống sông thiếu chút nữa là chết đuối. Từ đó trong lòng mẹ vẫn luôn luôn băn khoăn. Tống Thanh Phong mím môi, nhẹ gật đầu. Anh cũng đã quen rồi, trong lòng cũng không còn gợn sóng nhiều lắm. Mẹ Tống nhíu mày, thằng bé này sao lại vẫn cứ khó chịu như thế chứ? Lại đến lời vừa rồi nhịn đi nói, nhịn không được bước lên một bước, môi sổm xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi, vợ con nó có phản ứng gì không? Tống Thanh Phong ngẩn đầu, nhíu mày không hiểu, không rõ mẹ tống đang muốn hỏi cái gì mẹ tống tức giận đánh anh một cái có chút ngượng ngùng nói thì chính là nó có thấy ghê tởm buồn nôn gì không hay là nguyệt sự không đến những thứ này đều là dấu hiệu mang thai lại có chút lo lắng hai đứa trẻ này không biết lại gây ra sai lầm gì kết hôn cũng đã hơn một tháng hẳn là cũng có rồi tống thanh phong nghe đến đây thì hiểu rồi mặt đỏ bừng lên việc này anh cũng không dám muốn thật ra anh cũng có thể cảm giác được giữa anh và cô luôn tồn tại một khoảng cách giống như là mỗi người đều tự vẽ cho mình một vòng tròn ở cạnh nhau nhưng không xa không gần có thể là một đời cũng có thể là đến một ngày nào đó một trong hai người họ có người mở lòng chủ động bước ra trước mẹ tống nhịn không được véo véo cánh tay anh một cái sao mà lại thẹn thùng như thế chứ sinh con thì có cái gì mà ngượng ngùng mẹ cũng đâu phải là mẹ chồng cổ hủ cháu trai cháu gái đều thích chính là lại hạ thấp âm thanh nhỏ giọng nói khổng yên dù sao cũng là thanh niên tri thức ai biết khi nào có thể trở về thành phố. Và nhất là ngày mai, và nhất là ngày sau thì sao? Nó có thể không muốn trở về sao? Thấy thần sắc anh có vẻ không ngờ đến việc này, mẹ tống thở dài, cau mày nói. Cũng đừng trách chị hai con châm ngòi ly rán, mẹ nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chuyện này nó nói có lý. Nói mẹ ích kỷ cũng tốt, nói mẹ lòng dạ ác độc cũng thế, nhưng con là con trai của mẹ, mẹ dù sao cũng phải nghĩ cho con. Có một đứa bé cũng xem như là có cái vướng bận, phụ nữ luôn luôn mềm lòng hơn một chút. Khổng Yên, con bé Khổng Yên kia tâm không xấu, nhưng là ai thì cũng sẽ có tư tâm. Điều kiện trong nhà nó không tệ, nếu trở về thành phố cũng có thể sống tốt. Vỗ vỗ vai anh, nửa van nài nửa khuyên nhủ nói, Tam căn à, sớm sinh một đứa bé đi. Chẳng sợ có một ngày nó rời đi, thì ít nhất con vẫn còn có một đứa con ở cạnh mình. Mặc dù nói thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng đây là sự thật. Ở nông thôn chuyện tái hôn lần hai cũng có. Nhưng con trai mình thì tự mình biết chỉ sợ đời này đều không nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Dù sao cũng phải có đứa con lưu lại đời sau. Tống Thanh Phong nghe vậy trong lòng lạnh đi khó hiểu. Buổi tối cơm nước xong đến lượt khổng yên rửa chén, chị dâu cả cũng chạy tới, ngược lại không phải chị ta chịu khó, mà chính là muốn tìm khổng yên để oán giận. Bụng đầy tức giận nói, mẹ sao lại mềm lòng như vậy chứ? Nhị Ni vừa về ngọt nhạt vài câu là lập tức liền tha thứ, cái gì mà ở nhà chồng không được dễ chịu thì mới biết được nhà mẹ đầy tốt. Lần nào cũng như vậy mà còn không nhớ lâu. Không tin em cứ chờ mà xem, không được mấy ngày lại khôi phục cái đức hạnh kia thôi. Khổng Yên trong lòng cũng không thoải mái, vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ khúc mắc chuyện này. Lần trước mẹ Tống vì người này còn tức giận với cô mất hai ngày, nào biết lại nhanh tha thứ như thế, cảm giác mình trong ngoài không được lòng người. Trở về phòng thấy Tống Thanh Phong đang ngồi trên ghế cầm sách, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện ra anh nửa ngày cũng không thay đổi, miệng cũng không phải đang luyện tập nói chuyện giống như là đang ngẩn người. Nhịn không được tò mò liếc nhìn anh mấy lần. Tống Thanh Phong thầy cô tiến vào, biết cô đây là muốn rửa mặt, buông sách xuống an tĩnh đi ra ngoài. Chờ đến khi anh trở về thì Khổng Yên đã xong xuôi, nằm quay lưng với anh trên giường. Anh biết cô chưa ngủ. Cũng nằm xuống, mở to mắt, trong phòng tối đen một mảnh, cái gì cũng đều không thấy rõ. Bị tai vẫn vẫn chưa chịu bỏ xuống, anh nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nho nhỏ. Trong đầu hỗn loạn, trong lòng lại càng là khó chịu, cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì, càng không biết mình muốn cái gì. Cảm giác mông lung, mờ mịt một mảnh. Trước kia tuy rằng trên mặt anh vẫn luôn yên lặng trầm mặc, thật ra chỉ có chính mình tự biết trong lòng là tràn đầy cảm giác không cam lòng. Nhất là khi nhìn thấy những người cùng tuổi với mình nói năng cười đùa, mà chính mình thì lại giống như tên ngốc đứng yên lặng một bên, vừa xấu hổ lại vừa tự ti. Cho nên sau này dần dần anh cũng không còn nguyện ý qua lại với bọn họ nữa hiện giờ thật vất vả mới có thể nghe được âm thanh thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện anh vẫn cho rằng mình có thể giống như người bình thường sống một cuộc sống thật tốt có thể diện cuối cùng lại phát hiện ra bất quá cũng chỉ như thế mỗi khi nhìn thấy triệu vệ quốc mặc quân trang sạch sẽ chỉnh tề ở đó trong lòng anh vẫn luôn ghen tị cũng không có cách nào làm cho nội tâm mình trở nên bình tĩnh không gợn sóng mỗi lần nhìn thấy triệu vệ quốc mặc quân trang sạch sẽ chỉnh tề ở đó trong lòng anh vẫn luôn ghen tị cũng không có cách nào làm cho nội tâm mình trở nên bình tĩnh, không gợn sóng. Nhất là khi nhìn đến ánh mắt cực kỳ hâm mộ của cha mẹ khi nhìn triệu vệ quốc, khiến anh vô cùng khó chịu. Anh lại càng có tâm tư riêng, muốn người mình để ý cũng để ý đến mình. Nếu so sánh với triệu vệ quốc, anh không có gì cả. Khổng yên giật giật người cứng ngắc, phồng miệng, trong lòng xoắn suýt. Cũng không phải khó chịu vì chuyện của Tống Nhị Ni lúc chiều, sau khi chửi mắng phun tào với chị dâu cả vài câu cô cũng đã vứt sau đầu dù sao cũng là con gái ruột thịt của mẹ Tống, có tức giận thế nào cũng không thể bắt người ta cắt đứt quan hệ mẹ con, vậy cũng quá không thực tế. Dù sao cũng không phải ngày nào cũng lượn lờ trước mặt, xem như đạp phải cục cướp chó là được. Cái khiến cho cô khó chịu chính là có nữ chủ, nam chủ cũng đã trở về, nói cách khác tất cả tình tiết trong nguyên tắc hiện tại đang được thúc đẩy. Cô chỉ là một người bình thường, không hiểu gì đi tới nơi này, cũng không nghĩ đến chuyện đi kiêu ngạo sáng tạo một phen đại sự nghiệp, lại càng không muốn trở thành pháo hôi gì đó chỉ muốn sống một cuộc sống vui vẻ bình thường mà thôi cho dù có nói thế nào đi nữa trong lòng cô vẫn luôn luôn rất mâu thuẫn một mặt luôn xem bọn họ giống như nhân vật trong sách mặt khác sống ở nơi này lại cảm thấy bọn họ rõ ràng là người thật tựa như tống thanh phong càng ở chung lại càng cảm thấy người này không tệ lắm nhưng lý trí lại bảo người này không thể tin cứ mâu thuẫn như vậy khiến cô luôn trong tình trạng xoắn suýt giống như biết một người tương lai sẽ là hung thủ giết người tội ác trồng chất cô không biết là mình nên tin tưởng trực giác hiện tại hay là nên tin vào những gì mình biết trước cô trước giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy thật không biết nên xử lý như thế nào càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu lo lắng xoay người nằm thẳng ra thở dài còn chưa nghĩ ra cái gì người bên cạnh đột nhiên áp sát lại đây thân thể cứng đờ hô hấp cũng cứng lại theo khổng yên hoảng sợ đầu óc trống rỗng làm cái gì vậy tống thanh phong cũng đang đờ người ra mặt đột nhiên vừa đỏ lại vừa nóng chỉ cách cô còn chưa tới nửa tấc khuỷu tay chống hai bên tay cô mím chặt môi hô hấp vừa vội lại vừa nhanh nhiệt khí thở ra trên mặt cô trong nháy mắt trống rỗng đợi đến khi phản ứng lại thì mới phát hiện ra là mình xúc động hình như là đầu óc nóng lên ngay cả bản thân anh cũng không biết vừa rồi mình nghĩ như thế nào người dưới thân mềm mại như nước mang theo mùi hương nhàn nhạt, nhạt tâm loạn thành một đoàn anh thích cô anh cũng không muốn cùng cô xa rời buông mắt xuống nhìn cô Nghe thấy tiếng cô thở dốc gấp rút, không đẩy ra, cũng không cự tuyệt. Trong nháy mắt, trong lòng mang đầy cảm giác chờ mong. Nuốt một ngụm nước bọt, ma xui quỷ khiến, anh thử thăm dò cúi đầu xuống hôn. Vừa vội lại vừa mạnh mẽ, lại mang theo sự ôn nhu mà chính bản thân không biết. Không yên tay chân luống cuống, cô còn chưa nghĩ ra nên chậm rãi giao lưu với Tống Thanh Phong như thế nào. Mà cho dù nói thế nào đi nữa, vẫn là nói ra thì tốt hơn, cái gì giấu giếm ở trong lòng thì cũng khó chịu cô muốn hỏi anh ta một chút đến cùng là có ý gì tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy còn muốn hỏi hỏi đến cùng là anh có thích cô không đang còn suy nghĩ lung tung rối loạn mịt mờ không biết mở miệng hỏi như thế nào mà vẫn không bị mất mặt mũi thì anh lại hôn mình cô còn chưa chuẩn bị tốt đâu trên cổ cô ấm ướt còn bị dâu đâm vào vừa ngứa lại vừa đau hai tay co lại trước ngực muốn đẩy anh ra nào biết người trên người mình càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng đi xuống nhận ra ý tứ của anh mặt trong nháy mắt đỏ rực tim cũng nhảy vọt lên đến cổ họng sao sao lại có thể như thế sao lại nhanh như thế bên tai truyền đến tiếng thở dốc gấp gáp dồn dập vẫn còn đang mơ mơ màng màng tay đột nhiên bị cầm lấy sau đó ấn lên đỉnh đầu lập tức trước ngực trượt lạnh tiếp theo là hai thân thể da thịt chạm vào nhau tống thanh phong thử ép vài lần vẫn không tìm được chỗ đi vào gấp đến độ tay chân lộn lộ xộn khổng yên còn chưa kịp thẹn thùng khi cảm thấy phía dưới đột nhiên đau xót. Hít sâu một hơi, không biết tay mình đã vòng lên trên lưng anh từ bao giờ, theo bản năng hung hăng cào một móng vuốt. Ê, Tống Thanh Phong cắn răng nhịn đau, không biết là do đau trên lưng hay đến từ phía dưới, chỉ cảm thấy cả người mình như muốn nổ tung. Động tác vừa gấp rút mà lại mù quáng, chỉ bằng bản năng thôi thúc thân thể không ngừng từ trên xuống dưới. Tiếng khóc thút thít, xen lẫn tiếng rên rỉ, phẳng phất giống như một khúc thanh ngâm say lòng người, ngày hôm sau. Khi Không Yên tỉnh lại thì trời đã sáng, khẽ động, cả người như bị nghiền ép qua, vừa mỏi vừa đau, phía dưới thì càng khỏi phải nói, giống như bị xé rách. Cô sức duỗi thẳng chân, nhìn xung quanh một vòng, Tống Thanh Phong sớm đã đi không thấy bóng người. Trong nhà yên tĩnh, chắc hẳn mọi người đều đã ra ngoài làm việc. Mím môi, từ từ ngồi dậy, nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng trướng trướng. Cũng không rõ là cảm giác gì, vừa có chút thẹn thùng, lại có chút luống cuống cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ làm thế nào để đối diện với tương lai của chính mình thì phát hiện ra bản thân hình như đã thích nhân vật phản diện trong nguyên tắc cảm giác mình đi tìm chết càng quá đáng hơn là còn chưa kịp suy nghĩ phải ứng phó như thế nào thì tống thanh phong đã đúng vậy thật ra trong lòng cô có chút không nhịn được cảm thấy vui vẻ chuyện này không phải có nghĩa là tống thanh phong cũng thích mình sao không thì tại sao đột nhiên anh lại làm như vậy nhất định là không kìm lòng nổi cái này không nghĩ liên quan cũng không được nhịn không được cong cong khóe miệng lúc đầu cô nghĩ tống thanh phong một ngày nào đó sẽ yêu lâm hạnh hoặc là hiện tại anh đã thích lâm hạnh nếu vậy cô sẽ nhanh chóng hồi tâm nhường sân khấu cho bọn họ dây dưa ân oán tình thù bọn họ đi cầu độc mộc của bọn họ còn cô đi đường dương quan của cô nào biết vậy mà xảy ra việc bất ngờ không kịp đề phòng khổng yên trở mình cắn cắn môi hai mắt đảo đảo một vòng ra tay độc ác cấu véo gối đầu của tống thanh phong hung tợn chừng mắt sao có thể dễ dàng chiếm tiện nghi của cô một cách dễ dàng như vậy được tên tống thanh phong kia nghĩ hay lắm nữ chủ lâm hạnh cái gì nam phụ pháo hôi cái gì từ giờ trở đi phải là người đàn ông của cô khổng yên cũng không vội đứng lên trong lòng tự tính toán tốt một phen không thể phủ nhận đây là một quyển sách mỗi người đều có vị trí của chính mình hơn nữa thực sự có nữ chủ lâm hạnh và những nhân vật đó nhưng cũng may là không có cái gì cưỡng chế nội dung cốt truyện thế giới mà cô đi tới này cũng giống như thế giới hiện thực mà cô từng sống, cách nói chuyện, làm việc và cả cái niên đại đặc biệt khổ và mệt này nữa, tất cả đều vô cùng chân thật. nó không còn là cái thế giới nhỏ hẹp nhìn qua mắt nữ chủ quyền sách kia. đầu tiên, những người tống thanh phong bọn họ là có máu có thịt, không phiến diện và bị động giống như nguyên tác dưới ngòi bút tác giả. tiếp theo, anh là một cá thể có tư tưởng độc lập, khổng yên cảm thấy điều này rất quan trọng, cũng có ý nghĩa cô có cơ hội, có khả năng ảnh hưởng đến anh không giống nội dung cốt truyện mà tác giả an bài trong sách vì thế cho nên cô nguyện ý mở rộng lòng mình đi tìm hiểu con người thực sự của anh nghĩ như vậy cả người thoải mái hẳn lên lập tức lại tự mắng mình đần độn vụng về đáng ra phải sớm nghĩ như thế giữa trưa khổng yên vừa nấu cháo xong thì mọi người trở về tống thanh phong rửa tay rồi qua hỗ trợ cô hai người liếc nhìn nhau có chút ngượng ngùng quay mặt đi khổng yên cúi đầu tay chân cứng ngắc bưng bát lên nhà trên hai người vẫn ngồi một bên giống như thường ngày nhưng vẫn khó hiểu cảm thấy có cái gì đó không giống tim đập rất nhanh mặt cũng nóng bỏng cũng dám vươn đũa ra gắp thức ăn ngay lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi chú tống chú tống cả nhà đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa cha tống buông bát đũa xuống đứng lên đi ra ngoài ai thế đi ra cửa lớn tiếng hỏi chú tống là cháu là cháu một thiếu niên gầy gầy đen đen từ bên ngoài chạy vào thở hồn hển chống nạnh thở dốc mấy hơi chú tống bây giờ chú đi với cháu đến nhà chúng cháu được không cha tống cau mày nhịn không được hỏi cuối cùng là xảy ra chuyện gì anh trai cháu đâu nó cũng không phải còn chưa đi sao triệu vệ quốc không phải là vẫn đang ở nhà à có bản lĩnh như vậy sao còn chạy đến nhà bọn họ gọi ông đi qua triệu lão ngũ có chút khó xử nói ôi chú thím cháu cũng nói thật với mọi người nhà chúng cháu hiện giờ đang rất loạn chính là việc của anh trai cháu lúc đầu không phải là có bà mối giới thiệu một cô gái cho anh trai cháu sao sau này việc không thành mẹ cháu liền hỏi cưới chị dâu hiện tại cho anh trai nào biết nghe được tin anh trai trở về người nhà đó không hiểu sao lại chạy đến nhà cháu làm ẩm ĩ nhất định đòi tiền còn bảo nếu không đưa tiền thì sẽ cử báo lên trên nói thành phần gia đình chúng cháu có vấn đề cái này gọi là chuyện gì đây không thèm phân rõ phải trái tí nào mẹ cháu bị bọn họ dọa cho muốn bại liệt sau đó lại nhìn cha Tống, chú, phiền chú đi cùng cháu một chuyến. Nhà đó ở đội bên cạnh, chúng cháu ôn tồn giải thích nhà bọn họ cũng không thèm nghe, ôn ao đến chị dâu cháu cũng mất hứng. Khổng Yên nghe vậy, cùng chị dâu cả Tống ngồi đối diện hai mặt nhìn nhau. Trong sách hình như là cũng có cái tình tiết này, nhưng hẳn là pháo hôi không quá trọng yếu, viết không rõ lắm. Cha Tống sờ sờ đầu, cuối cùng cũng đồng ý, được rồi, ta đây đi với cháu một chuyến. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Mọi người còn lại ở nhà, mẹ Tống hơi mất hứng, quay lại bàn tiếp tục ăn cơm. Nhịn không được oán giận, thế này là thế nào chứ? Chuyện nhà mình không xử lý cho tốt còn ầm ĩ đến cả nhà chúng ta, cha mấy đứa đi có cái rắm mà giải quyết. Phi sức lại mất lòng, đại đội trưởng, đến cả cái chuyện hư hỏng này cũng phải quản. Chị dâu cả Tống cười cười, khuyên bà, thanh quan khó quản việc nhà. Thím Triệu cũng thật là, hỏi cưới ai không hỏi lại đi hỏi con gái nhà bên cạnh nhà mẹ bà ấy. Con nghe nói con bé kia lúc còn đi học ở trường đã không an phận, hay náo loạn ẩm ý với mấy đứa con trai, sau đó hình như còn cố ý dây dưa với triệu gia. Thật ra là đang bắt cá hai tay, người ta coi trọng một tiểu tử làm việc trong cung tiêu xã ở trấn trên. Hình như là ẩm ý chia tay rồi, giờ lại cảm thấy mối bên triệu gia tốt nên hối hận. Mẹ tống chẹp miệng, bà già nhà họ triệu kia chính là lòng dạ cao, cảm thấy ai cũng không xứng với con trai của bà ta. Thế nào cũng phải tìm một người xinh đẹp trẻ tuổi, cũng không thèm cẩn thận nhìn phẩm hạnh con gái nhà người ta. Trương tứ muội kia đúng thật là đẹp mắt, nhưng cũng không nhìn một chút tình huống trong nhà đó. Con bé đó cũng hệt giống mẹ nó một bụng đầy tâm nhãn. Không nói con bé Trương ra nữa, lại nói đứa con gái nhà họ lâm đi, lúc trước mẹ vừa nhìn đã cảm thấy nó lòng dạ cao, nhìn là biết không thích hợp làm vợ, mâu thuẫn nhiều, thích gây chuyện. Đấy, các con xem, từ lúc cưới nó vào cửa, nhà họ chịu nó nhiệt thế nào. Trước kia, Bà đi làm về còn cố ý đi đường vòng qua lâm ra muốn xem mắt hộ lão tứ, nếu tốt thì xin đánh tiếng qua lại. Nào biết con gái nhà đó bị người nhà chiều hư, tâm cao khí ngạo, mắt trên đỉnh đầu, nhìn người khác bằng mũi, nghĩ một chút vẫn là quên đi. Chị dâu cả tống gật đầu phụ họa, chính là cái lý này, cứ xem hai cô con dâu lớn nhà họ chịu là biết, một người so với một người đều không phải dễ chọc. Vợ lão đại mặt mũi trông thật thà, nhưng bên trong tâm cơ còn sâu hơn ai hết. Vợ lão tam đánh đá, lại còn hai mặt cùng người như thế làm chị em dâu còn không mệt chết khổng yên nghe được mùi ngon mẹ tống nói hẳn là lâm hạnh trước khi trọng sinh thời gian trước cô còn đụng phải cô ta mấy lần tâm cao khí ngạo thật ra không có chỉ là có chút cảm giác về sự ưu việt nhất là khi nhìn cô thì còn mang theo vẻ xem thường cùng chán ghét cô cũng mặc kệ cô ta không quan trọng dù sao binh đến tướng chặn nước lên đất ngăn đừng chọc đến cô là tốt nhất mọi người chung sống hòa bình thì thôi còn nếu chủ động trêu chọc cô cũng không sợ gây chuyện đâu. Cơm nước xong xuôi trở về phòng thì Tống Thanh Phong vừa vặn muốn đi ra ngoài, thay giày, trên mặt có chút không được tự nhiên, nhìn nhìn cô, im lìm rồi ấp úng nói, em, nghỉ ngơi, tôi đi, nuôi heo. Khổng Yên kéo anh lại, hư hư dỗi, không cần đâu, buổi chiều em tự đi. Tống Thanh Phong chân tay có chút luống cuống, nghĩ nghĩ, cứng rắn kéo tay cô, anh, đi. Nói xong liền xoay người đi ra cửa. Khổng Yên cúi đầu nhìn bàn tay bị anh kéo, biểu hiện trên mặt một lời khó nói hết người này thật đúng là buổi chiều trụ tử và hồ tử kích động trở về sớm thím tư cháu nghe nói đại đội dương liễu bên kia đêm nay muốn chiếu phim điện ảnh hồ tử cặp sách còn chưa buông xuống đã chạy vào phòng bếp nói với khổng yên khổng yên ngẩng đầu tò mò hỏi cái gì hồ tử cao hứng giơ chân là muốn chiếu phim điện ảnh đó thím ở đại đội bên cạnh kia khổng yên mới đầu còn có chút hứng thú nhưng vừa nghe là ở đại đội bên cạnh thì đã oán giận có phải là quá xa rồi không khoảng cách giữa hai đại đội khá xa chỉ sợ phải đi bộ khá dài hồ tử vẻ mặt nghi hoặc từng đấy có là cái gì đi nhanh một chút là được rồi đây chính là chiếu phim điện ảnh đó nói rồi lại có chút lấy lòng hỏi thím tư cháu có thể ăn cơm trước được không cháu sợ đi trễ không xem được khổng yên tức giận nhìn nó một cái cơm còn chưa nấu xong mà chờ một lát đi hồ tử vừa nghe miễn cưỡng gật gật đầu vậy được thím thím nấu xong nhất định phải gọi cháu đấy. Cháu đi làm bài tập trước, được." Hồ tử thấy cô gật đầu, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Chờ đến khi cả nhà đều trở về, trụ tử và hồ tử đã đi rồi. Nghe kể việc này, mẹ Tống nhịn không được cười, "Để chúng nó đi, có mấy khi. Con với Tam Can cũng đi xem đi, hẳn là vẫn kịp đấy. Xem xong rồi về kể lại cho chúng ta nghe." Chị dâu cả Tống vẻ mặt hâm mộ, "Đúng đấy, đi xem đi." Chị ta cũng muốn đi. Nhưng chị ta lớn tuổi rồi, người ta đều là mấy đứa trẻ con, mấy chàng trai, cô gái nhỏ, chị ta đứng ở giữa cũng lạc lõng vô lý. Khổng Yên đưa mắt nhìn Tống Thanh Phong bên cạnh, cắn cắn môi. Cô cũng không lạ gì việc xem phim điện ảnh, bất quá để hai người đi bồi dưỡng tình cảm một chút ngược lại là vô cùng tốt. Nhịn không được đá chân Tống Thanh Phong một cái, muốn hỏi anh có đi hay không. Tống Thanh Phong quét mắt nhìn sang cô, cho rằng cô muốn đi, nhanh chóng bưng bát lên và cơm ăn thật nhanh. Khổng Yên thấy thế, phồng miệng, cho rằng anh không hiểu, tức giận trợn trắng mắt nhìn anh. Thật là, cũng không biết phải nói anh thế nào mới tốt. Nào biết cơm nước xong về phòng thì thấy Tống Thanh Phong thay giày đi ra cửa chờ cô, nhìn cô nói, đi thôi. Khổng Yên hiểu ra, cắn cắn môi, nở nụ cười. Yêu Kiều duyên dáng nói, em đi thay giày trước. Hai người đi ra cửa, trời đã tối đen, nhưng người trên đường vậy mà không ít, một đám trên mặt đều hưng phấn kích động không thôi. Đi xa chút, khổng yên liền vụng trộm kéo cánh tay tống thanh phong dưới bầu trời đêm cũng không nhìn rõ hai người có bao nhiêu thân cận tống thanh phong cảm giác được cô chạm vào thân thể cứng đờ nhịn không được tay cầm thành nám nấm áp chế hỗn loạn trong lòng cánh tay bị cô kéo kia nửa ngày cũng không dám động trời tối đường không dễ đi trên đỉnh đồ ánh trăng không lớn nhìn đường không mấy rõ ràng bất quá may mà trước sau đều có người cộng thêm tống thanh phong đang ở bên cạnh cũng xem như an lòng đại đội dương liễu cách đội bọn họ hai ngọn núi cũng không biết là đã đi bao lâu, đến lúc Khổng Yên cảm thấy chân mình sắp gãy tới nơi thì rốt cuộc cũng nhìn thấy một chút xíu ánh sáng. Theo đám người đi tới chỗ chiếu phim, người tới rất đông, chen chúc khắp nơi toàn là người. Chỉ sợ mấy đội sản xuất xung quanh còn có cả đại đội đều đến không ít người. Tống Thanh Phong thấy nhiều người như vậy, cũng mặc kệ không thèm để ý gì khác, cứ thế che chở cho cô chen lên phía trước. Đây là chiếu phim điện ảnh ngoài trời, màn chiếu dựng ở trong sân, hai cây gậy to cắm trên mặt đất chống mảnh vài lớn, hình ảnh chiếu lên mặt trên. Phía trước màn, tụ tập rất đông người ngồi, những người tới sau đều là đứng xem. Tạo thành một mảng lớn. Người còn không ngừng gia tăng, đều là từ các đội sản xuất khác tới đây. Khổng yên bọn họ đứng ở phía sau. Vóc dáng cô nhỏ nhắn, nhón chân lên thì vẫn thấy toàn đầu người. Phim điện ảnh đã sớm bắt đầu, cũng không biết thời lượng phim bao lâu. Ở đây người mặc dù nhiều, nhưng không có ai nói chuyện, âm thanh lớn nhất nghe thấy chính là từ máy chiếu phim phía trước chuyển đến giọng của mấy người diễn viên nói chuyện rất có đặc trưng của thời đại này bất quá anh vóc dáng tương đối cao nên không có gì có thể ngăn trở tầm mắt Nghiên đầu liền nhìn thấy khổng yên đang giớn cổ lại kiễng chân dáng vẻ mười phần khó khăn nhịn không được muốn cười kéo cô lại giơ cánh tay lên thuận tiện cho cô bám vào em không xem không đẹp tí nào cả khổng yên thở phì phì nói tống thanh phong mím môi hỏi cô thế về nhà nhé khổng yên thở hát ra vỗ vỗ anh, miệng vỉnh cao, tùy anh. Trong lòng bị đè nén. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy mình lùn như bây giờ. Tống Thanh Phong lại cho rằng đây là lời nói giận dỗi, trực tiếp xoay lưng qua, quỳ gối cong lưng, dáng vẻ muốn cõng cô. Khổng Yên cắn cắn môi, khuôn mặt có chút phiếm hồng, nhìn xung quanh một chút, người cũng không ít, nhưng đều đang nhìn về phía trước. Vị trí của bọn họ là ở phía sau cùng. Nhưng nếu cô lên lưng anh, nhất định sẽ có người nhìn thấy vạn nhất có người quen nhận ra làm sao hơn nữa người ta đều là cõng trẻ con cô đã là người lớn rồi có ngại quá không bất quá tấm lòng của anh ngược lại rất tốt khổng yên hai tay xoắn suýt keo lấy góc áo anh lắc lắc tống thanh phong nhận ra quay đầu lại nhìn cô khổng yên cũng nhìn anh cong môi nói em muốn đi về tống thanh phong rất tự nhiên gật gật đầu đứng lên không hề cảm thấy miễn cưỡng một chút nào nói với cô đi thôi khổng yên mím chặt miệng đôi mắt cong lên không được tự nhiên cười nói nếu anh muốn xem thì chúng ta ở lại xem một lúc nữa cũng được tống thanh phong lắc đầu chân thành nói anh cũng không thích khổng yên nghe vậy không biết vì sao lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng tay kéo lấy cánh tay tống thanh phong bước chân nhẹ nhàng muốn đi ra ngoài hai người đều cúi đầu bước chân gần như nhất trí ăn ý mười phần lúc sải bước đi ngang qua bờ ruộng vừa vặn chạm mặt với một đôi trai gái đi đến vì cách chỗ chiếu phim không xa, mang theo ánh sáng mông lung hát sang bên này, thấy rõ mặt người, nhận ra chính là Lâm Hạnh và Triệu Vệ Quốc. Triệu Vệ Quốc mặc quân trang, cương trực công chính, trên mặt không có biểu cảm gì, màu da đen nhánh gần như hòa cùng bóng đêm thành một thể. Lâm Hạnh đi bên cạnh anh ta, dáng vẻ khéo léo, vẻ mặt hạnh phúc, nghiêng đầu nhìn Triệu Vệ Quốc, trong mắt tràn đầy đều là quyến luyến. Triệu Vệ Quốc thị lực tốt, nhìn thấy hai người khổng yên chào hỏi trước, mọi người cũng tới xe mà thấy bọn họ muốn trở về, nhịn không được hỏi, phim chiếu xong rồi. Lâm Hạnh đang đi bên cạnh, nghe thấy anh ta đột nhiên nói chuyện liền sửng sốt, vừa rồi chuyên chú quá mức, không để ý tới. Lúc này mới phát hiện ra đối diện có người, nhìn kỹ, đúng là Tống Thanh Phong và Khổng Yên, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống. Gục đầu, làm như không nhìn thấy. Liên quan đến Tống Thanh Phong đều không vui nổi. Đối với anh, cô ta vốn tính toán báo ân, qua lại với nhau, không nghĩ đến người này cứng mềm đều không ăn không chỉ như thế còn đào đi người giúp đỡ cho việc làm ăn của mình vương hữu thặng khiến cho cô ta trong lúc nhất thời tay chân luống cuống nếu không phải cô ta nói chuyện máy trợ thính anh ta bây giờ có thể nghe được sao đồ vong ân phụ nghĩa làm hại cô ta dưới tình thế cấp bách đành phải hợp tác với anh em nhà chị dâu cả vốn còn tưởng là người tốt không nghĩ đến lại lừa cô ta không ít tiền và hàng nếu không phải mấy ngày trước cô ta tự mình đi cung tiêu xã mua một ít bột mì Tận mắt nhìn thấy hắn ta đang pha trộn với hàng thứ phẩm bán đi, còn không biết mình bị lừa thảm như vậy. Mà khiến cho cô ta không nghĩ tới chính là, sau khi cô ta và hắn đoạn tuyệt quan hệ hợp tác, vậy mà lại còn ghi thủ, tìm đối tượng làm mai trước đây của triệu vệ quốc gọi tới. Hôm nay còn chạy đến nhà náo loạn một trận ẩm ý. Khiến cô ta không chỉ khó chịu vì thiếu chút nữa triệu vệ quốc đã thành chồng người khác, mà càng giận chính mình vẫn luôn cho rằng chị dâu không tệ lắm hóa ra cũng không tốt lành gì cảm giác ở cái nhà này cô ta từ cố vô thân. Bất quá, có một điều khiến cho cô ta trong lòng cảm thấy được an ủi chính là Triệu Vệ Quốc vẫn giống như đời trước, đối xử với cô ta rất tốt. Vậy là đủ rồi, đợi sau này được theo tùy quân cô ta sẽ rời đi nơi này. Cách xa những chuyện phiền toái và những người phiền toái. Tống Thanh Phong lắc đầu, "Không, chúng tôi muốn trở về." Anh hiện tại tuy rằng đã có thể nói chuyện, nhưng vẫn còn chưa được thuần thục lắm, vậy nên sẽ theo bản năng ngắt câu và nói ngắn gọn một chút triệu vệ quốc đưa mắt nhìn khổng yên bên cạnh tống thanh phong lần trước còn kỳ quái không biết người đi cạnh anh là ai không nghĩ đến đúng là vợ anh lâu lắm không trở về trong đội đã xảy ra quá nhiều chuyện nhìn hai người gật gật đầu mang theo lâm hạnh rời đi đi được vài bước khổng yên nhịn không được quay đầu lại nhìn xem vừa rồi dáng vẻ lâm hạnh cô cũng nhìn thấy bởi vì đối diện có ánh sáng cho nên cũng có thể nhìn rõ thần sắc trên mặt cô ta là sùng bái cộng thêm quyến luyến nhìn có chút buồn nôn bất quá trong lòng nghĩ lúc trước khi khổng yên đọc sách cảm thấy sau khi trọng sinh trở về tình cảm của lâm hạnh đối với triệu vệ quốc cũng không được thuần túy cho lắm luôn miệng nói ái mộ thật ra bên trong còn kèm theo gần như là lấy lòng hèn mọn cô cảm thấy ngoại trừ nguyên nhân bù đắp và hối hận khả năng cao là cô ta từng đối diện với cái chết với cuộc sống khổ sở nên luôn cảm thấy sợ hãi muốn thông qua việc đối xử tốt với triệu vệ quốc để được bình đẳng và cũng cố gắng thể hiện mình yêu anh ta điều này có thể chứng minh cô ta đời này và đời trước là hoàn toàn không giống nhau càng cũng sẽ không có kết cục đáng thương thê thảm như đời trước nói cho cùng cô ta đây là không có cảm giác an toàn cũng càng là vì chính bản thân cô ta tống thanh phong nhìn thấy cô quay đầu lại mím môi không nói chuyện nhưng bước chân lại tăng nhanh khổng yên bị buộc phải nhanh chóng quay đầu nghĩ là anh muốn về sớm một chút vì thế cũng bước nhanh hơn cũng không để tâm đến hai người sau lưng nữa hai người về đến nhà mọi người đều đã ngủ các phòng đều đã tắt đèn tối om yên tĩnh không đóng cửa trụ tử và hổ tử còn chưa về hai người trước tiên là rửa mặt về tới nhà lại có cảm giác mọi thứ khác so với ngày thường khổng yên trên mặt nóng bỏng cúi đầu yên lặng rửa mặt tống thanh phong cũng ngồi một bên cũng không cầm thư xem vẫn không nhúc nhích hai người đều như cọc gỗ khổng yên ngâm chân xong đổ nước có cảm giác tống thanh phong không có lúc nào là không chú ý đến cô tim đập có chút nhanh. Muốn nhìn anh, lại không dám. Gần như là dùng cả tay và chân bò lên giường, trước kia đều là trực tiếp đạp rơi giày tiêu sái sải bước, hôm nay thì cái mông ngồi trước lên giường, sau đó giơ hai chân lên. Xấu hổ cúi đầu, mười phần thục nữ. Đi vào bên trong, bôi kem con sò rồi đắp chăn, cũng không giống như ngày thường trở mình quay người lại, mà trực tiếp nằm ngửa. Lông mi run rẩy trong lòng mừng thầm, chắc chắn là Tống Thanh Phong đang len lén nhìn mình. Tống Thanh Phong phía dưới giường cũng đang yên lặng cúi đầu, thấy cô rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi trong chốc lát cảm thấy cô chắc là đã xong xuôi cả rồi, anh mới lau chân, đổ nước, thổi đèn, chậm rãi đi lên giường lò. Cởi quần áo xong, cũng là nằm ngửa, nhưng gần như nằm sát mép giường, một nửa người nằm ra bên ngoài. Chuyện tối hôm qua là chuyện vọng động nhất mà đời này anh từng trải qua. Ngoại trừ là bị lời của mẹ Tống kích thích, là mình đối với Triệu Vệ Quốc ghen tị cùng không cam lòng còn có yêu thích và khát vọng chiếm hữu đối với cô. Khiến cho anh nhất thời đầu óc nóng lên, nếu đổi thành lúc khác, anh nhất định sẽ không dám. Khổng Yên cắn cắn môi, trong lòng liên tục suy nghĩ chờ đợi chuyện một lúc nữa sẽ xảy ra, càng nghĩ càng thấy nóng. Nhất là sau khi Tống Thanh Phong tắt đèn đi lên giường, toàn bộ thân thể cô cũng cứng lại rồi. Ngực dầu dĩ, có cảm giác không thở nổi. Nào biết đợi đã lâu, bên cạnh đều không có động tĩnh gì. phồng miệng, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải cô còn đang muốn bồi dưỡng tình cảm đây lại đợi trong chốc lát vẫn là không thấy gì biết thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình đôi mắt vòng vòng chuyển động thô thanh thô khí chỉ trích anh tống thanh phong anh tối qua như vậy là không tốt tống thanh phong nghe thấy thanh âm của cô hô hấp siết chặt sau khi hiểu được ý cô nhanh chóng gật gật đầu nghiêm túc ử một tiếng khổng yên cắn cắn môi anh không ôn nhu chút nào thanh âm nhỏ hơn một chút ừ lại là đáp một tiếng sau đó bổ sung một câu lần sau ôn nhu lập tức không có động tĩnh nữa chúng ta còn chưa ở chung với nhau nhiều không thể nóng vội phải bước đi từng bước từ từ ừ nói ví dụ như là nắm tay khổng yên sau khi nói xong nhịn không được xấu hổ vùi nửa khuôn mặt giấu vào trong chăn dưới chăn tay vụng trộm vươn sang bên phải tìm kiếm phủ lên tay anh giống như vậy lần này tống thanh phong không ừ nhưng thân thể lại không thể khống chế cứng đờ lại một lát sau mới nhẹ nhàng chủ động cầm tay cô khổng yên nhịn cười cảm thấy anh cũng coi như là không ngu ngốc lắm quay sang nhìn anh chúng ta mặc dù là vợ chồng nhưng còn chưa quen thuộc trước tiên phải bồi dưỡng tình cảm một chút tống thanh phong gật đầu sợ cô không nhìn thấy lại ử ừ một tiếng thế vậy anh lại gần một chút tống thanh phong trầm mặc cuối cùng vẫn nghe lời chậm rãi dịch người vào giữa giường cách cô một tấc thì dừng lại người này thật đúng là đồ đầu gỗ khổng yên nằm bên cạnh xoay người sang phía anh vỗ vỗ gối đầu anh nhìn em tống thanh phong hô hấp nhất thời cứng lại mím môi lật người qua có dự cảm giống như lát nữa sẽ xảy ra sự tình gì đó có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại khổng yên không nhìn thấy dáng vẻ của anh liếm liếm môi nhỏ giọng thử thăm dò hỏi hai ta hôn môi được không nói xong cũng thấy ngượng ngùng rụt cổ lại cảm giác hình như mình rất chủ động tống thanh phong mở mắt ra không nói chuyện chỉ là hô hấp nặng hơn đều không khống chế được. Nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng hỏi, hôn, hôn như thế nào? Khổng Yên vươn tay trái từ trong chân ra, có chút xấu hổ trà sát mặt, sau đó đem ngón tay đặt lên miệng dầu dầu ra vài cái, cứ như vậy. Cô cũng chưa từng hôn môi bao giờ, vẫn là do kiếp trước xem phim truyền hình nhìn thấy, có chút hiếu kỳ. Cô lên đại học cũng chưa từng nói chuyện yêu đương. Cũng có người theo đuổi, trong đó có một học trưởng đẹp trai còn tốt vô cùng. Vốn cũng động lòng chuẩn bị tới cuối kỳ đồng ý, nào biết đột nhiên cô lại xa vào cơn nghiện chơi game cảm thấy nói chuyện yêu đương quá lãng phí thời gian vì thế quyết đoán cự tuyệt tống thanh phong thở hồn hển thế em tới trước hay là anh tới trước khổng yên mặt đỏ bừng nhỏ giọng trả lời anh anh tống thanh phong nhẹ nhàng ừ một tiếng trong lòng cũng có chút chờ mong nổi lên một chút cảm xúc thở hắt ra đè cánh tay xuống chống nửa thân trên chậm rãi nghiêng về phía trước mặt chỉ còn cách cô khoảng nửa tấc thì nuốt một ngụm nước bọt, có chút nỗ lực mở miệng. Khổng Yên cảm giác được mặt anh đang dần sát lại đây, nóng nóng, xấu hổ vểnh miệng lên. Tiếp cận gần thêm một chút xíu. Bốn cánh môi đụng nhau, còn chưa cảm giác được gì, hai người xấu hổ liền nhanh chóng tách ra. Khổng Yên kéo chăn lên chôn vùi đầu xuống. Tống Thanh Phong nằm trở về, đoan đoan chính chính, không sứt mẻ gì, nhưng hô hấp dồn dập. Cô ép xuống cũng ép không nổi. Qua một lúc lâu sau, Khổng Yên có chút khó chịu vén chăn lên, lộ ra cái đầu. Còn, còn hôn tiếp chứ? Tống Thanh Phong có chút ngượng ngùng hỏi. Một, một lần cuối cùng, ừ, hai người đồng thời nghiêng người qua hôn, mặt đối mặt. Nỗ lực nửa ngày, vảnh miệng lên. Áp sát vào, đụng nhau, lệch, sau đó vẫn không nhúc nhích nhìn đối phương. Không yên miệng dán lên cằm anh. Mà Tống Thanh Phong thì trực tiếp đối mặt với, lỗ mũi. Do cô hơi ngước mặt lên. Thật là, hôn chỗ nào không tốt, lại hôn vào chỗ này. Cuối cùng nhanh chóng xấu hổ lui về. Không hôn nữa, ngày mai hôn lại, lại bồi dưỡng tình cảm, ừ, hai người ngây ngốc nằm trở về. Lâu sau khi đã lấy lại tinh thần thì cũng đều mím môi cười trộm. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tháng chạp cuối năm. Chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết. Hôm nay thừa dịp trời lại nổi gió tuyết, thời tiết ác liệt, không đi xuất công nữa mà đại đội tổ chức giết heo chia thịt cho xã viên không khí toàn bộ đại đội thoáng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên trong đội có đồ tể là cao thủ chuyên môn giết heo sau đó lại tìm thêm mấy tráng hán có khí lực tống thanh phong cũng đi hỗ trợ đại khái là anh ghét bỏ giết heo dơ bẩn chọn một cái áo bông rách nát nhất để mặc khổng yên tò mò chuẩn bị đợi lát nữa đi theo phía sau anh muốn cùng đi xem náo nhiệt cô lớn như vậy rồi nhưng còn chưa từng thấy cảnh giết heo đâu ra khỏi phòng mẹ tống đang ở trong sân soạn sẵn đồ đạc đợi lát nữa xử lý thịt heo được chia Thấy cô đi ra, trên mặt vui sướng, thuận tay nhét một cái thùng gỗ vào tay cô. Sau đó chạy đến phòng bếp bốc một nhúm muối rắc vào. Con đi trước đi, xem có thể lấy được một ít huyết heo trở về không. Mẹ với chị dâu con đợt lát nữa mới qua đó. Chị dâu cả tống đang ngồi xổm bên cạnh giếng giặt quần áo, sợ cô không hiểu, ngẩng đầu nhanh chóng bổ sung một câu, máu heo là đồ tốt, vừa bổ lại ăn ngon. Tí nữa em đừng có ngu ngốc đứng im sừng sốt ra đấy mà không nói năng gì nhé cô lấy về nhiều một chút đến lúc đó nhớ tay chân nhanh nhẹn lên đừng để người khác cướp hết máu heo không tính vào phần thịt được chia hàng năm đều là ai đi sớm thì được bọn họ là nhà đại đội trưởng làm việc gì cũng phải chú ý một chút nếu tranh đoạt với người ta cũng không tốt vậy nên mấy năm trước hầu như đều là trơ mắt nhìn trong lòng thì chua muốn chết bây giờ thì tốt rồi khổng yên nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ lại là con dâu mới gả nếu ồn ào không tiện nói thẳng thì cứ bảo là không hiểu chuyện là được. Khổng Yên vốn còn nghĩ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nghe thấy lời này hai mắt lập tức sáng lên, bừng bừng ý chí chiến đấu, nhanh chóng gật đầu, yên tâm, em nhất định sẽ tranh thật nhiều về. Chị dâu cả tống nở nụ cười, hài lòng gật gật đầu, không nói nhiều thêm nữa. Loại chuyện liên quan đến việc của cả nhà này giao cho Khổng Yên rất yên tâm. Được, giao hết cho em đấy. Tống Thanh Phong thay quần áo xong từ trong nhà đi ra khổng yên đi theo phía sau anh đi ra đến cửa sân nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu à đúng rồi lấy bao nhiêu thì được cô đối với chuyện này không hiểu lắm sợ tới lúc đến lượt mình không nắm giữ đúng chừng mực chị dâu cả tống cũng không thèm ngẩng đầu lên nói càng nhiều càng tốt khổng yên như có điều gì đó suy nghĩ gật gật đầu ra cửa phủi tay đưa thùng qua cho anh một bộ dáng đại gia tống thanh phong nhìn cô một chút yên lặng nhận lấy Hai người đi đến chỗ trại nuôi heo bên kia thì đã thấy không ít người. Sân không lớn nên đem cái bàn hình chữ nhật rắn chắc chuyển ra bên ngoài, lau sạch sẽ. Tháo một cánh cửa gỗ, dựng lên bờ tường. Chuẩn bị tốt dao, câu, chậu, thùng, dây thừng, sau đó bắc mấy nồi nước lớn lên, ở bên cạnh đốt lửa nấu nước sôi. Vài người bước vào chỗ chuồng heo, heo đang chạy vòng quanh bên trong. Từ sau khi đặt bán heo xong, còn dư lại hơn 10 đầu heo đều tách ra nuôi, mỗi chuồng một con người nhiều heo ít, một người trong đó vừa nhanh chóng vừa mạnh mẽ bắt lấy chân sau con heo, vài người còn lại thấy thế cũng cùng nhau tiến lên, ấn ngã heo xuống đất, ba chân bốn cẳng kéo ra ngoài. Heo cũng không ngốc, theo bản năng phản kháng, kêu gào thảm thiết. Con heo bị buộc chặt bốn chân được đưa lên cái bàn dài, tình trạng nằm nghiêng. Tay trái của đồ tể vịn chắc vào miệng heo, tay phải cầm con dao bầu nhọn khoảng 3040 cm, ngẩng đầu hô một tiếng. Ai muốn máu heo thì lại đây khổng yên đứng ở bên cạnh cách đó không xa vừa nghe lời này lập tức cầm thùng nhanh nhẹn phi tới ngay lúc người khác vẫn còn sửng sốt chưa kịp phản ứng thì cô là người đầu tiên chạy lên trước cô ra mặt dày không giống mấy người phụ nữ kia mặc dù muốn nhưng vẫn ngượng ngùng làm người đầu tiên còn làm bộ làm tịch xô xô đẩy đẩy ý tứ một chút nào biết lại có người vậy mà không thèm khách khí tí nào cũng mặc kệ người khác chạy rất nhanh so với cô chậm hơn một bước người phụ nữ kia hơi xấu hổ tránh người sang một bên lại ngượng ngùng lùi về để giảm bớt một chút ái ngại cười cười trêu ghẹo nói vợ tam căn không tồi nhỉ biết thu vén sinh hoạt khổng yên không nghe ra còn thật nghĩ đây là đang khen cô ngẩng mặt nhìn người ta cười đến sán lạn thấy người nọ mặt cũng đưa ra cách đó không xa tống thanh phong đang giúp đỡ không nhìn nổi nữa anh cũng không có da mặt dày như cô mặt đỏ lên cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy gì vài người hợp sức đem heo gắt gao đè lại người đứng đầu tay cầm dao nhọn nhắm ngay vào cổ con heo dùng sức đâm vào khổng yên có chút sợ tay cầm thùng đưa về phía trước mặt không ngừng ngửa ra sau nhưng chết chân toàn thân bất động rút dao nhọn từ cổ heo ra máu heo phun ra khổng yên sợ tới mức hai tay run rẩy máu ồ ạt chảy vào trong thùng một hồi lâu người phụ nữ phía sau thấy cô vẫn mãi chưa đi nhìn sốt ruột cô ý chen lấn lên phía trước khổng yên không có cảm giác gì vẫn chồng mông bất động như cũ chờ đến khi lượng máu đã nhỏ dần con heo vốn còn dùng sức dãy giụa gào thét âm thanh cũng dần dần yếu đi cái đuôi cụp xuống tứ chi cũng dần dần duỗi thẳng lấy được hơn nửa thùng máu heo khá nặng lúc này cô mới vội lui ra ngoài mẹ tống và chị dâu cả tống sớm đã đến đứng ở bên cạnh vây xem thấy là cô đang hứng máu heo cảm thấy vui sướng khổng yên cũng nhìn thấy hai người vui vẻ bê thùng chạy tới vẻ mặt thỉnh cầu khen ngợi mẹ tống nhìn lướt qua hơn nửa thùng máu heo trong lòng vui đến bay lên tuy rằng vui vẻ nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra nhìn mấy người xung quanh vẻ mặt khó xử nói ôi cái con bé này không hiểu chuyện sao mà lại hứng nhiều thế chứ ai nha chắc là nó không biết màu heo là đồ tốt tôi bảo nó đi lấy một chút thế mà lại hứng nhiều như vậy sau đó xách cái thùng trong tay cô nói đến đây đi mỗi người lại lấy một ít vốn người phụ nữ chờ ở phía sau trên mặt đang không vui vẻ gì vừa nghe lời này cũng không nói thêm câu gì nữa không cần không cần đâu vẫn còn heo mà đúng vậy Bà sách về ăn đi, nhìn cũng không nhiều lắm. Mẹ Tống khách khí nói, không có việc gì, không có việc gì. Chúng tôi sao ăn được nhiều thế chứ? Nói rồi dơ thùng lên đổ cho hai người phụ nữ bên cạnh một ít, sau đó đưa thùng cho Khổng Yên. Được rồi, con sách về nhà đi. Nháy mắt, bảo cô đi nhanh lên. Khổng Yên vẻ mặt cạn lời, rõ ràng là dặn cô cố lấy nhiều về. Bây giờ ngược lại tốt rồi, để cho cô đội cái nồi này, tất cả đều là vì cô không hiểu chuyện. Sao có thể như thế được chứ? thật quá đáng. Khổng Yên bĩu môi sách thùng về nhà, từ trong nhà quay lại thì đã giết xong con thứ hai. Con heo đầu tiên được đặt trong một cái thùng gỗ lớn, giống hết cái loại thùng gỗ mà mỹ nữ dùng để tắm rửa trong phim truyền hình cổ trang trên TV. Đám người Tống Thanh Phong bọn họ giúp đem nước nóng tưới lên heo, một bên bọn họ vừa tưới, một bên người giết heo tay trái ném lông heo, tay phải cạo, cạo từ bên này sang bên kia. Cũng không mất bao lâu, rội nước qua một lần nữa, một con heo mập mạp trắng trẻo hiện ra trước mặt mọi người tiếp đó người giết heo dùng một cái móc sắt thuần thục nhổ mấy cái móng trên chân heo cuối cùng là dùng móc treo móc vào cằm heo mấy người lại hợp sức đem treo con heo lên tấm cửa gỗ dựng bên bờ tường mổ từ phần ngực xuống đến phần bụng ngoài cùng là bì sau đó đến lớp mỡ cuối cùng mới là phần thịt đỏ đỏ hồng hồng mổ phanh lồng ngực hơi nóng tỏa ra kèm theo một cỗ mùi vị không dễ ngửi sau đó bắt đầu kéo từ khí quản đến thực quản kéo xuống bao gồm ruột tim, gan, phổi trượt xuống cái chậu đã để sẵn phía dưới. Lại tiếp tục dùng hai thanh móc sắt treo hai bên thân heo, dỡ heo xuống, dùng búa nhắm vào phần cột sống heo, bổ ra thành hai nửa. Một nửa đặt lên chiếc bàn dài, các nhà bắt đầu xếp hàng chờ chia thịt. Thịt heo không phải tùy tiện chia, mà là kế toán đội sản xuất cầm sổ sách, chia theo số lượng nhân khẩu các hộ. Trại nuôi heo nằm ở đội hai bên này, nên tất nhiên chia cho bọn họ trước. 12 đội sản xuất, hơn 1 miệng ăn, gần 200 gia đình. Không giống các đại đội khác, các gia đình đều nuôi rồi thay phiên nộp lên công ty thực phẩm nhà nước đặt mua heo. Chuyện này có một điểm không tốt, đó là nhà nước quy định những con heo được đặt mua heo phải đạt tiêu chuẩn trên 130 cân, nếu không đạt tiêu chuẩn thì toàn đội đều không được giết heo. Có nhà nghèo, chính mình còn ăn không đủ no, lấy đâu ra đồ cho heo ăn, cuối cùng chính là phiền phức. Bọn họ trong đội là tập thể cùng nhau nuôi, cuối cùng trực tiếp chọn những con mập nhất là được rồi, sau khi giao lên còn có thể giữ lại 10 đầu. Như vậy Đến lúc chia mỗi nhà cơ bản có thể được chia khoảng 78 cân thịt. Mẹ Tống bảo chị dâu cả Tống đưa thịt heo về trước, còn bà vẫn ở lại chờ. Lúc này trời cũng đã gần tối, đợi phân chia xong thịt heo cho các xã viên, còn dư lại mấy bộ phận nội tạng này nọ, bình thường những thứ này đều để cho mấy người hỗ trợ giết heo chia nhau. Tốt xấu Tống Thanh Phong cũng được xem như một trong những người giúp đỡ. Mẹ Tống sợ anh chịu thiệt nên chờ đến cuối cùng giúp chọn một cái đại tràng heo và thịt heo còn có hai khối đầu lưỡi heo rồi bà mới mỹ mãn trở về nhà. Tống Thanh Phong mệt nhọc cả một ngày, nhưng cũng là bị hôn suốt một ngày, cả người đều là mùi thối. Khổng Yên biết anh bận rộn mệt mỏi, chủ động lấy sẵn chậu vào quần áo cho anh. Trực tiếp về tắm luôn là được. Tống Thanh Phong trộm nhìn cô một cái, không nói chuyện, nhưng trong mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. Đi tới bên cạnh giếng rửa sạch tay dính máu, về đến cửa phòng lại cởi giày ra rồi mới bước vào. Tắm rửa xong lại đi ra gội đầu trong nhà chờ anh xong xuôi mới bắt đầu ăn cơm. Sau bữa cơm tối, mẹ Tống bắt đầu bận bịu. Trước tiên là lấy thịt chia thành mấy miếng, miếng để làm sủi cảo, miếng để muối lại giữ được lâu, còn một ít là để làm rồi cho bữa cơm tất niên. Bởi vì có đại tràng heo và máu heo, cho nên năm nay ăn Tết phong phú hơn hẳn. Bận việc hơn nửa ngày, chờ tới khi Khổng Yên trở về phòng thì Tống Thanh Phong đã ngồi trên giường đất đọc sách. Anh hiện tại đã xem đến sách giáo khoa của chủ tử học kỳ này, mỗi ngày đều nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ học tập mà khổng yên giao không hề lười biếng một chút nào lúc này thật ra có thể tiến cử lên đại học công nông binh cách đây mấy ngày cô cũng đã hỏi anh bất quá anh cảm thấy mình chưa học được nhiều hơn nữa cũng không muốn đi trong nhà chỉ có anh trai và anh hai đứa con trai anh đi rồi chỉ sợ không ổn khổng yên cắn cắn môi xấu hổ trèo lên giường đất ngồi xuống bên cạnh anh hai người đều cúi đầu trầm mặc một lúc khổng yên tìm đề tài hỏi đọc sách thế nào rồi Tống Thanh Phong ngẩn ra, sững sờ gật đầu, trả lời cô, vẫn được, sau đó lại là một trận trầm mặc. Khổng Yên xoắn xoắn hai ngón tay, anh hôm nay lúc bắt heo thật là lợi hại, ừ, hôm nay thật đúng là được mùa thu hoạch lớn, ừ. Đại khái chắc là cũng cảm giác mình trả lời vậy không được thành ý lắm, lại bổ sung một câu, anh cũng cảm thấy thế, anh cũng hỏi em một chút đi. Khổng Yên nhịn không được nhỏ giọng oán giận, Tống Thanh Phong mím môi, suy nghĩ hồi lâu mới nghẹn ra được một câu, em rất biết nuôi heo. Khổng Yên có lẽ vậy Cắn cắn môi, nghiêng đầu Ai oán nhìn anh một cái Không muốn nói chuyện nữa Tống Thanh Phong cảm nhận được ánh mắt của cô Thân thể theo bản năng ngồi thẳng dậy Chúng ta đi ngủ bây giờ à Khổng Yên ngượng ngùng gật gật đầu Thế, đi ngủ Thanh âm càng lúc càng nhỏ Gần như không nghe được Ừ, Tống Thanh Phong có chút cứng ngắc xuống giường Buông sách xuống, thổi tắt đèn dầu Hai người nằm ngửa thẳng tắp Yên lặng đã lâu Cuối cùng Khổng Yên lẩm bẩm nói nên bồi dưỡng tình cảm rồi ừ im ỉm bàn tay dưới chân chậm rãi dịch sang bên cạnh cảm nhận được tống thanh phong chạm vào khổng yên ngượng ngùng giấu mặt vào trong chăn có còn hôn môi nữa không bên cạnh truyền đến câu hỏi rõ ràng ngược lại việc này lại biết chủ động khổng yên mím môi cười trộm nói không cho hôn lệch được hô hấp lại gấp rút dồn dập hai người gần như cùng đồng thời nghiêng người sang hôn tống thanh phong nuốt nước miếng một cái sợ lại hôn sai chỗ vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô trơn bóng non nớt còn có chút nóng khó thở lại có chút khó chịu trong phòng tối đen một mảnh tăng thêm ít can đảm cho anh chậm rãi áp lại gần bên cạnh thêm một chút dần dần kề lại trên môi mềm nhũn hai người lần này không lập tức tách ra nữa mà là chân tay luống cuống dán lên nhau tốt xấu gì khổng yên so với tống thanh phong cũng xem như có chút kinh nghiệm ít nhất xem phim truyền hình biết lúc hôn người ta đều nghiêng đầu vì thế cũng học theo nghiêng đầu qua Tống Thanh Phong cũng không hiểu, nhưng vẫn làm theo cô. Dán môi đã lâu, khổng yên nhịn không được nói, chắc là đủ rồi nhỉ. Lúc cô nói chuyện, miệng liền mở ra, Tống Thanh Phong đang dán lên môi cô lơ đãng chạm tới bên trong hàm răng, phần thịt mềm mại, ẩm ướt. Nuốt nước miếng, ma xui quỷ khiến, lại theo bản năng liếm một ngụm. Khổng yên giật mình, lập tức có chút ngượng ngùng. Thế này có phải hơi mất vệ sinh không? Nào biết Tống Thanh Phong vậy mà liếm đến nghiện, đôi môi dần dần ngậm môi dưới cô tê tê dại dại khổng yên cảm thấy vừa thẹn thùng lại vừa thoải mái vì thế cũng ngậm lấy nửa môi anh sau đó cứ như vậy không ngừng đổi lại hôn môi trên rồi lại hôn môi dưới cũng không biết đã qua bao lâu cuối cùng hai người thở hồn hển nằm nghiêng trên giường khổng yên bị anh ôm vào ngực lấy tay sờ sờ lên cánh môi bị sưng lên cười trộm nói hôn môi còn chơi khá vui tống thanh phong nắm thật chặt cánh tay ừ khổng yên cũng vươn tay sang ôm anh nào biết khẽ động liền phát hiện ra có cái gì đâm vào bụng mình Người đang ôm cô hình như có chút khó chịu, không ngừng dịch về phía sau, hình như là sợ bị cô nhận ra. Không yên nhịn không được tò mò, suy nghĩ hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thứ này cô biết, đêm khuya hôm trước làm cô đau muốn chết. Mím môi, tim đập nhanh, 27 tháng chạp, trong đội mới chính thức ngừng công. Mấy ngày này cha tống bề bộn nhiều việc, ông là đại đội trưởng, cuối năm cần quyết toán công điểm lương thực tiền mặt chia cho xã viên. Ông chạy tới chạy lui giữa hai đầu công xã và đội sản xuất. Mẹ Tống thừa dịp thời gian rảnh rỗi, quyết định mang theo người một nhà đi lên cung tiêu xã trên thị trấn để mua sắm hàng Tết. Việc này tối qua đã nói. Khổng Yên nhìn người đàn ông đang liên tục vận động trên người mình, nhíu mày cắn môi, nước nở không dám lên tiếng, hai tay vịn lên vai người ấy, gian nan thoáng động, lung lay theo động tác của anh. Người đàn ông hoàn toàn áp sát lên người cô, mặt vùi vào gối đầu cô, liên tục cọ sát với cần cổ thơm mị. Lên xuống phập phồng. Thân thể nhớp nháp mồ hôi, mang theo tra tấn khó tả. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, người đàn ông đột nhiên tăng tốc. Vừa vội vàng, lại vừa mạnh mẽ giống như giữa mùa hè chợt đổ cơn mưa to, hung mãnh dị thường, liên tục lặp đi lặp lại động tác đóng cọc, giống như không biết mệt mỏi. Tê tê dại dại, chua chua trướng trướng, khoái cảm theo những động tác vận động giữa hai người lan ra khắp toàn thân. Khổng yên càng lúc càng không thể chịu nổi nữa, nhẹ nhàng run rẩy dãy ruộng. Người đàn ông trên người cô giống như mất đi lý trí, thở dốc hồn hển, lần sau lại dùng lực mạnh hơn lần trước một lần so với một lần càng sâu cảm nhận được cô bài xích anh nghiêng mặt theo bản năng cúi xuống hôn lấy môi cô hai cánh tay cường kiện mạnh mẽ ôm lấy eo mông người dưới thân dùng sức nâng lên như muốn khảm chặt cô vào người mình tiếng rên rỉ thở gấp ngẫu nhiên xen lẫn tiếng nức nở bên tai không rứt ngoài cửa sổ sắc trời đã tờ mờ sáng trên giường hai người trên dưới dính sát vào nhau hòa làm một thể sau khi kích tình qua đi dần dần hồi phục lại thanh tỉnh. Khổng Yên sắc mặt ửng hồng, ánh mắt hơi dã rời, nghiêng mặt, dụi dụi vào má anh. Tống Thanh Phong dầu dĩ thở hồn hển hai cái, giật giật, phía dưới giống như lại có phản ứng. Mặt đỏ lên, bản năng lại áp sát chen lấn vào trong. Khổng Yên cuộn mũi chân lên, cắn cắn môi, mặt càng đỏ hơn, hai mắt mông lung e lệ, lộ ra ánh nước thủy nhuận, hai tay vô lực giơ lên, đẩy đẩy anh, từ bỏ, hôm nay còn phải ra ngoài đấy. Thanh âm mềm mại khàn khàn, không tự giác mang theo một cỗ nước nở. Tối qua điên cuồng đến nửa đêm, buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ lại muốn, hiện tại cả người đều không có khí lực. Tống Thanh Phong mặt cũng hồng hồng, dừng một chút, gian nan một chút mới rút ra ngoài. Không dám nhìn cô, mặt trôn ở xương quai xanh của cô, hô hấp dần dần chậm lại. Không yên ngại anh lại muốn tiếp tục, đẩy anh, mau đứng lên. Tống Thanh Phong mím môi, không thèm để ý, hư hư nhỏ giọng để anh ôm một chút. Qua một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi từ từ xuống khỏi người cô buông mắt nhắm mi tay chân cứng ngắc đứng lên bên ngoài còn chưa có động tĩnh gì mấy người mẹ tống chắc còn chưa dậy qua loa mặc quần áo vào anh anh đi bừng nước về nói rồi cầm chậu nhanh chóng đi ra cửa anh mang nước nóng về bản thân còn chưa tẩy rửa trước tiên đưa cho khổng yên khăn mặt đã được thấm ướt và vắt khô chăm chú nhìn cô nói em lau trước đi khổng yên cắn cắn môi vụng trộm nhìn anh một cái sau đó xấu hổ nhìn xuống ừm dây dưa ngồi dậy dưới thân ẩm ướt nhất giống như có gì đó chảy ra nhận ra đó là cái gì mặt lại đỏ ửng nhận lấy khăn mặt đưa cho mình xoa xoa trên người tuy rằng mồ hôi cũng đã gần khô nhưng vẫn còn cảm giác dính dính không thoải mái tống thanh phong đứng sát một bên ánh mắt lơ đãng lướt qua mảng lớn hồng hồng đỏ đỏ trên cổ cô mặt nóng lên quay đầu đi không dám lại nhìn về phía cô bên kia nữa lau dọn xong tống thanh phong bảo cô ngủ thêm một lát tuy trong đội đã ngừng công nhưng trại nuôi heo vẫn còn mấy con heo mẹ cần cho ăn anh đi cho heo ăn nói rồi mặc quần áo tử tế xoay người đi ra ngoài anh cho ăn nhiều một chút có thể giữa trưa em không về kịp khổng yên nhịn không được với theo dặn dò ừ buổi sáng sau khi cơm nước xong mẹ tống mang theo chị dâu cả và khổng yên đi cung tiêu xã trên thị trấn anh cả tống không ở nhà thời điểm cuối năm trạm radio bận rộn hơn Trước khi đi mẹ Tống còn dặn dò Tống Thanh Phong nhớ giữa trưa gọi cha con về ăn cơm. Mấy hôm nay đều không thấy người đâu, cũng thể bận bịu đến mức như vậy được. Tống Thanh Phong yên lặng nhẹ gật đầu, trong tay còn cầm con dao chặt. Ánh mắt nhu hòa dừng lại thêm mấy lần trên người Khổng Yên đang đứng một bên. Khổng Yên cảm nhận được ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn dưới chân mình, mím chặt môi, trong lòng vui sướng. Hôm nay anh muốn đến đông đại câu bên kia chặt một gốc cây tùng, về làm cột treo đèn lồng. Việc này cô còn hiếu kỳ hỏi mẹ Tống, bà nói đây là phong tục bên này. Lúc ăn Tết nhà nào cũng dựng thẳng lên một cái cây gỗ, phía trên treo đèn lồng đỏ chót, nghe nói là để tưởng niệm Khương Tử Nha. Khương Tử Nha cả đời kiến công lập nghiệp, phong thần bái tướng. Mỗi người đều có vị trí riêng, duy độc chỉ không có chính mình. Đêm giao thừa tối 30 Tết, nhà nhà đều cao hứng phấn chấn đón năm mới, chỉ có hắn một thân một mình cô độc nhìn ánh đèn lồng của vạn ra phía dưới, xem nhân gian thái bình thịnh thế không nghĩ đến người nơi này còn rất cảm tính khổng yên và chị dâu cả đi ở hai bên trái phải mẹ tống trên đường không ít người trên mặt đều vui sướng trong đội mới vừa phát tiền và lương thực ít nhất có ăn có uống cũng có niềm tin sang năm mới tốt đẹp lúc tới cung tiêu xã thì thấy người đã vây đầy cửa vô cùng náo nhiệt mẹ tống mang các cô chen vào trong bên trong hàng hóa so với ngày bình thường phong phú hơn không ít lưu diêu các loại âm thanh bất quá hầu hết mọi người đều đang nhìn mua cũng không nhiều lắm Khổng Yên thật sự là ngại mệt đến hoảng sợ, cảm giác mình sắp bị ép thành cái bánh, đi vào trong hai ba bước, liền không thấy hai người mẹ tống đâu nữa. Vì thế dứt khoát chạy ra cửa đứng cho thoáng khí. Đợi hơn nửa ngày, mẹ tống và chị dâu cả rốt cuộc cũng đi ra. Trong tay sách đồ mua được, một túi táo và một túi lê, còn có một bao đường viên, năm bức tranh Tết trẻ con. Cuối cùng còn mua hai dây pháo tép cho trụ tử và hồ tử, 10 bánh pháo đỏ. Khổng Yên nhìn mà xót xa, sao chỉ mua chút ít như thế. Cô còn nghĩ dắt theo cô và chị dâu cả, hẳn là để mua rất nhiều thứ phải sách về, nào biết cái gì cũng không có. Mẹ Tống và chị dâu cả mặt mày hớn hở, nhìn thấy Khổng Yên đứng ở cửa, cười nói, sao lại chạy ra bên ngoài này đứng. Mẹ còn bảo không thấy con đâu. Đi thôi, đều mua xong rồi, về nhà thôi. Khổng Yên chủ động đi qua đỡ lấy đồ trong tay bà. Mẹ Tống đưa táo cho cô, tranh Tết và đường thì tự mình cầm sợ làm hư, con sách cái này là được rồi. Người bước ra ngoài khổng yên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua mua từng này thôi ạ à. có nên mua thêm chút nữa không mẹ mẹ tống vẻ mặt kinh ngạc mua cái gì nữa trong nhà đều có cả rồi khổng yên miệng kéo lên nói tự tin thật trong nhà có cái gì chứ trầm mặc cũng biết không nên nói thêm gì nữa liền gật đầu vậy là tốt rồi mẹ tống vui sướng cười nói đi thôi về nhà ăn cơm chị dâu cả tống xách túi lê cũng cười Năm nay lê này thế mà rẻ hơn năm ngoái một chút, tốt thật đấy. Mẹ Tống vui vẻ một bên phụ họa gật đầu. Vừa đi ra ngoài chưa được mấy bước, liền chạm mặt với hai người đối diện. Cũng không phải ai xa lạ, là mẹ Triệu và Lâm Hạnh. Hai người trong tay đều cầm rổ, vải rách phía trên không che hết được, đè cả cánh tay hơi chữ xuống, nhìn là biết trọng lượng khá nặng. Cũng không biết là đồ gì tốt. Khổng Yên liếc qua một cái, đoán được đại khái chắc là điểm tâm mà nguyên tắc nhắc đến, cũng là bàn tay vàng của Lâm Hạnh nguyên tắc thiết lập cho nữ chính lâm hạnh biết làm rất nhiều loại điểm tâm vì đời trước theo người ta làm tiểu tam ô nhu chi kỷ học không ít kỹ năng lấy lòng người khác nhất là phương diện nấu ăn dù sao con đường đi tới trái tim của đàn ông là phải đi qua dạ dày vậy nên sau khi trọng sinh trở về cô ta dựa vào điều này để chiếm không ít lợi thế vừa có thể kiếm tiền còn có thể làm cho chồng cô ta cảm thấy cô ta tài giỏi trong lòng chỉ có cô ta nghĩ như vậy cô lại có chút đồng tình cho triệu vệ quốc lâm hạnh ngẩng đầu liếc nhìn khổng yên trên mặt vốn còn mang theo nụ cười trong nháy mắt nhạt hẳn đi chán ghét và lãnh ý trong mắt không thể nào che giấu chắc là cũng biết như vậy không tốt cô ta quay đầu giả vờ như không phát hiện ngược lại mẹ triệu đi bên cạnh cô ta sắc mặt khó nén nổi vui mừng nhìn thấy mẹ tống liền chủ động chào hỏi vợ đại đội trưởng cũng tới đây à mua được gì rồi mẹ tống trên mặt nở nụ cười trong mắt có chút đắc ý còn có thể mua gì chứ đều là mua đại mấy món ăn vặt dù sao trong nhà còn có hai đứa nhỏ những cái khác cũng có cả rồi, nên không mua nữa. Đem so sánh với những người khác, quả thật các bà mua không ít. Mẹ Triệu cười cười, đúng vậy, là nên như thế. Chúng tôi lát nữa cũng định đi mua ít đồ ăn. Bắt gặp ánh mắt của mẹ Tống nhìn về phía trên tay bà ta, theo bản năng đem rổ giấu sau lưng. Mẹ Tống vốn đang tò mò, định mở miệng chuẩn bị hỏi, thấy bà ta như thế, lời nói đến miệng cũng thu lại, thần sắc trên mặt cũng nhạt một chút, giật giật khóe miệng, vậy à? Vậy mọi người nhanh đi vào mua đi, đông người lắm, chỉ sợ còn phải che lấn. Mẹ Triệu vừa nghe, nhịn không được xoắn suýt nhíu mày, bất quá vẫn là cười nói với mẹ Tống, vậy chúng tôi đi vào luôn đây. Mẹ Tống cười gật gật đầu. Đám người tách nhau ra. Đợi người đã đi xa, mẹ Tống lập tức trầm mặt xuống, che che đậy đậy cái quỷ gì vậy chứ. Chắc chắn là không phải thứ gì tốt rồi, có chuyện gì thì liền đi tìm nhà chúng ta. Sao ra mặt dày thế không biết lần trước nhà bọn họ bị trương gia đến náo loạn, cuối cùng vẫn là cha Tống đi giải quyết. Chị dâu cả Tống nhanh chóng an ủi, mẹ đừng tức giận, đừng tức giận. Nhà người ta bây giờ phát đạt rồi tất nhiên là nhị không được lên mặt, mẹ không thấy à. Bây giờ khẩu khí nói chuyện cũng không giống trước kia nữa, trước kia khách khí bao nhiêu, bây giờ thì cũng nhẹ nhàng. Khổng yên nhịn không được kinh ngạc nhìn chị dâu cả tống, sao cô lại có cảm giác chị ta đang châm ngòi thổi lửa thêm chứ không phải là đang khuyên giải nhỉ. Quả nhiên, mẹ tống nghe xong mím chặt môi tức giận đúng là gây ức chế thật đấy nếu không phải lúc trước tam căn nhà chúng ta tốt bụng thì đâu có nhà bọn họ hôm nay cả nhà đều tệ bạc chị dâu cả tống cũng không phục che miệng nhỏ giọng nói con còn nghe nói nhà người ta bây giờ mỗi ngày đều ở nhà làm đồ ăn ngon nhà lão lưu cạnh nhà bọn họ trẻ con ngày nào cũng ngửi mùi đồ ăn nhà bọn họ khóc nháo cũng không biết đóng cửa ở nhà làm cái quỷ gì sao lại có tiền thế nhỉ mẹ tông uống còn không coi ra gì bây giờ nghe vậy cẩn thận nghĩ lại trong lòng không khỏi nhảy dựng lên nghĩ đến lúc nãy mẹ chịu cầm trong tay một cái rổ to có vẻ chứa rất nhiều đồ trong đó có chút không xác định bất quá lại lập tức lắc đầu phủ nhận cảm giác chắc là mình suy nghĩ nhiều con trai của bà ta đang làm lính nếu làm việc này đầu óc không phải có bệnh sao nhanh chóng khoát tay được rồi được rồi thôi không nghĩ tới mấy chuyện phiền lòng đầy nữa nghĩ đến một lần là lại tức giận một lần chủ yếu là nhịn không được chua. Nhưng mà con dâu bà ta trông cứ thế nào ấy nhỉ? Mẹ Tống nhíu mày, quay đầu lại nhìn hai mẹ con nhà kia, nghi ngờ nói, sao nhìn người trông cứ âm u, khiến lòng người sợ hãi. Hơn nữa hai đứa con có cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhìn giống như suy nghĩ hồi lâu không biết hình dung như thế nào. Giống như giống như mấy bà lão có tuổi trong thôn, lúc nhìn ai cũng đều là kiểu nhìn hậu bối, còn có chút cái gì nhỉ? Mẹ không nói nên lời, chính là nhìn rất dọa người mới có bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại có ánh mắt kia? Mẹ nhớ trước đây nhìn nó không như thế này. Khổng Yên nghe được mím môi cười trộm. Cảm thấy mẹ Tống có ánh mắt thật tốt, cái này cũng có thể nhìn ra. Còn không phải sao, tuổi thật người ta còn lớn hơn cả ngài đấy. Ba người về đến nhà là lúc trời vừa tối. Tống Thanh Phong đang làm cột treo đèn lồng ở cửa. Lấy giấy ngũ thải đã cắt sẵn dán lên tán cây bằng hồ nước, chuẩn bị đến khi treo đèn lồng lên cột rồi dựng lên trong nồi vẫn còn cháo ngô đã nấu sẵn vẫn còn nóng mẹ tống trước tiên đem đồ cất hết vào phòng mình sợ hai đứa nhỏ ham ăn lại ăn vụng hết sau đó mới ra ăn cơm cũng không cầu kỳ bày vẽ thêm ba người chia nhau cháo trong nồi ăn vừa ăn được mấy miếng bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng gọi to đầy lo lắng bà nội bà nội không xong rồi mẹ tống nghe thấy là kêu bà nhớn mày oán giận nói sao thằng bé này lại kêu toáng lên mấy cái lời này chứ nhanh chóng bê bát lên uống thêm vài hớp cháo rồi mới buông bát xuống đi ra cửa chị dâu cả tống cũng nghe thấy nhận ra là giọng hồ tử mặt tối sầm cái thằng nhóc này nói hư nói vượn gì thế không biết chuẩn bị tết nhất đến nơi bưng bát lên thở phì phò cũng đi ra ngoài khổng yên tò mò đứng dậy đi theo phía sau bà nội bà nội hồ tử từ xa chạy tới chớp mắt đã vào tới trong sân sắc mặt trắng bệch cong lưng hai tay chống đầu gối như chặt lông mày thở hồn hển thấy bọn họ đi ra, ngẩng đầu, hữu khí vô lực nói, bà nội. Bà nhanh sang nhà cô cả nhìn xem, dưỡng cả xảy ra chuyện rồi. Mẹ Tống còn đang định mắng nó hai câu, nghe thấy lời này, mặt nhân lại, nhanh chóng hỏi lại, cái gì, xảy ra chuyện gì. Chị dâu cả Tống đi theo ngay phía sau bà, cảm giác không thích hợp, câu mắng con đã tới trên miệng cũng nuốt trở về, vụng trộm cùng khổng yên đưa mắt nhìn nhau. Lùi về sau một bước, hồ tử mặt mũi nhăn nhó, lắc đầu, cháu cũng không biết rõ lắm, anh trai bảo cháu về tìm bà lúc nãy bọn cháu chơi ở trên giao lộ thấy có người ở đội sản xuất bên cạnh chạy qua bà thím điền đi mua hàng tết trên huyện về cũng đi cùng với mấy người đó nhìn thấy anh em chúng cháu nói dượng cả đã xảy ra chuyện kêu chúng cháu mau chạy về báo cho mọi người anh trai bảo cháu về nói với bà anh sang nhà cô cả trước mẹ tống vừa nghe sắc mặt khó coi vô cùng bà điền sẽ không nói lung tung chỉ sợ đã xảy ra chuyện thật khổng yên cũng nghe thấy được nhíu mày nhất thời nghĩ không ra trong sách hình như không nhắc tới tình tiết này hoặc cũng có thể là do cô đọc không kỹ chị dâu cả tống thấy mẹ tống sắc mặt bất an lo lắng liền nhanh chóng an ủi bà mẹ đừng nghĩ lung tung tự dọa mình trước hai đứa bé còn chưa biết rõ ràng tình huống như thế nào mà có thể có chuyện lớn gì được chứ vẫn nên đợi trụ tử về rồi hãng nói mẹ tống lắc đầu lau mặt cuối cùng vỗ vỗ ngực mẹ cả buổi chiều nay đã thấy tinh thần không yên rồi chỉ sợ thật đã xảy ra chuyện lớn không được Mẹ vẫn không yên tâm, vẫn phải chạy qua đó một chuyến xem thế nào. Thấy Tống Thanh Phong đang đi từ phía ngoài vào, nói với anh, "Tam Can, con đi với mẹ sang nhà chị cả con." Tống Thanh Phong cũng nghe thấy, thân sắc nghiêm túc, gật gật đầu, xoay người muốn đi cất giấy và hồ nước còn thừa lại vào phòng. Mẹ Tống quay đầu lại nói với chị dâu cả và Khổng Yên, "Hai đứa ở nhà nấu cơm, chờ ông nội và cha trở về ăn. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì bọn mẹ sẽ về luôn, cũng không cần chờ chúng ta." trừ lại chút cơm trong nồi là được. Nói xong vội vội vàng vàng quay về phòng mình, chuẩn bị lấy ít đồ. Khổng Yên thấy thế, nhanh chóng chạy về phòng bếp cất bát sau đó đi vào nhìn Tống Thanh Phong. Tống Thanh Phong đang thay giày. Hôm nay thời tiết rất lạnh, hơn nữa trời cũng đã tối, chạy đi chạy lại một chuyến thế này không biết lúc nào anh mới được ăn cơm. Khổng Yên vội vàng mở dương, lấy đồ ăn vặt của mình ra, thấy anh đang đi lấy tiền, quay qua trực tiếp nhét thẳng đồ ăn vào túi áo anh, anh để tí nữa ăn trên đường nhé. Tống Thanh Phong buông mắt nhìn cô, không nói chuyện, yên lặng gật đầu. Lúc đi ra đến cửa, cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, anh nhịn không được quay đầu lại. Trong phòng ánh sáng yếu ớt, bóng tối mê man, như nhìn thấy cô đứng ở đó đưa mắt dõi theo mình, đáy lòng trong chốc lát giống như được lấp đầy, ấm áp, dịu dàng vấn vương. Mím môi, đội mũ lên rồi xoay người cất bước rời đi. Cơm tối là cháo khoai lang đỏ, đến lúc ăn cơm mẹ Tống và Tống Thanh Phong vẫn chưa trở lại, ngay cả trụ tử và hồ tử cũng chưa về khổng yên ngẩng đầu cùng chị dâu cả tống ăn ý liếc nhìn nhau tình hình này chỉ sợ đã có chuyện xảy ra ông nội tống sắc mặt cũng đặc biệt nặng nề bất quá vẫn nói chúng ta ăn cơm trước cha tống cũng gật gật đầu ăn cơm đi khổng yên an tĩnh bưng bát lên kẹp một miếng củ cải muối ăn kèm với cháo sau bữa cơm là chị dâu cả tống rửa chén thấy khổng yên bê chậu vào phòng bếp múc nước nóng nhị không được lặng lẽ nói chị đoán anh rể cả gặp chuyện lớn rồi cha cũng vừa đi ra ngoài khổng yên mím môi dầu dĩ đáp cuối năm rồi thật đúng là chị dâu cả tống thở dài ai nói không phải đâu gần tết rồi còn xảy ra chuyện buồn thật đấy nói xong lại nhanh chóng phi phi hai lần xem cái miệng thối của chị này nói bừa gì không biết hy vọng là chị suy nghĩ nhiều chị cả là người tốt đứa bé tuy chưa lớn được bao nhiêu nhưng cũng tuyệt đối là đứa trẻ ngoan khổng yên nhớn mày hỏi chị dâu mấy đứa bé nhà chị cả được mấy tuổi rồi ạ à? chị dâu cả tống nhìn cô một cái mới năm tuổi thôi hai vợ chồng bọn họ hiếm muộn kết hôn mấy năm mới có trước đây cả nhà chồng chị ấy đều khó chịu mỗi lần gặp mẹ đều không cho sắc mặt tốt khiến mẹ lần nào cũng tức giận mắng to may mà anh rể là người tốt cũng mặc kệ người khác nói như thế nào hai người mỗi ngày đều trôi qua hòa hòa mỹ mỹ sau này sinh được thạch đầu lúc mới sinh ra hơi bé nhẹ cân nói xong khoa tay múa chân diễn tả khổng yên nhìn thoáng qua thấy giống quả bóng rổ giật mình hỏi lại, nhỏ như vậy à? Thằng bé là sinh non, chưa đủ tháng đã chui ra, phải nuôi dưỡng rất cẩn thận. Cả nhà anh rể cả cũng chỉ có anh rể là người tốt, hai đứa em trai em dâu đều là hạng ác độc, xấu xa. Ngại nuôi thằng bé phí tiền, phí gạo, thế là xúi dục mẹ chồng chị cả ném đứa trẻ vào trong thùng phân, lần sau sinh đứa khỏe mạnh, tốt hơn. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Khổng Yên, bĩu môi nói tiếp, không nghĩ đến phải không. Độc ác quá mà, chị cả lúc ấy còn đang ở cữ, sau khi biết tức đến phát khóc. Cuối cùng là chia nhà, hai vợ chồng bọn họ chuyển ra ngoài ở, cuộc sống sau này mới tốt lên. Tuy rằng thỉnh thoảng mấy kẻ không biết xấu hổ kia vẫn đến cửa tống tiền, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Đúng là chỉ biết bắt nạt hai người họ thành thật. Lúc trước mẹ không đồng ý chị cả gả qua đó, cũng là bởi vì cảm thấy người lý ra khó chơi, nhưng chẳng còn cách nào khác, chị cả thích, lén lút yêu đương qua lại. Nói rồi lại tự bật cười, chị nghe mẹ kể lại, anh rể hồi đấy còn mỗi ngày viết tờ giấy nhỏ nhét vào kẽ đá bên bờ tường nhà mình ông nội có lần sáng sớm dậy quét sân trông thấy sau đó mỗi ngày đều nhìn chằm chằm chị cả không nhận được tư tất cả đều bị ông nội lấy mất còn cố ý tìm người hỏi xem viết cái gì nhà ta xem chẳng ai hiểu nói là cái rắm chó không kêu ha ha vui thế hạ khổng yên cũng cười lấy nước về phòng tắm rửa xong xuôi cô lên giường đất nằm đợi đến khuya mà tống thanh phong vẫn chưa trở về mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không biết cũng không biết đã ngủ bao lâu bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang nhỏ vụn khó chịu mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối đen nhìn theo hướng âm thanh phát ra cuối giường lò hình như có cái bóng đen tim đột nhiên nhảy dựng lên đầu óc trong nháy mắt trở nên tỉnh táo cho rằng là có trộm vào theo bản năng tay vươn sang bên cạnh nào biết chạm vào khoảng không tống thanh phong không ở đây nhớ lại chuyện tối hôm qua anh vậy mà suốt cả một đêm không về. Căng thẳng trong lòng. Bóng đen đột nhiên xoay người, hẳn là nhận ra cô sợ hãi, "Đừng sợ, là anh." Âm thanh khàn khàn, nghe hơi khô khốc. Vừa nghe đã cảm giác người rất mệt nhọc. Là Tống Thanh Phong. Khổng Yên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Chuyện sao rồi? Anh đang làm gì thế?" Tống Thanh Phong đi đến bên cạnh bàn, sau đó lục lọi, đem đèn đèn dầu thấp lên, thấy em ngủ nên không đốt đèn căn phòng tối om sáng lên, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên dáng vẻ anh lúc này. Mới qua có bao lâu mà cả người nhìn tiểu tụy không ít. Mũ trên đầu chưa tháo xuống, hơi nước còn đọng lại, trên mặt râu ria sồm xoàm, quầng thâm dưới mặt cũng đen sẫm lại. Thấy Khổng Yên ngồi dậy, vội vàng nói, em nằm xuống đi, anh một lúc nữa phải đi rồi. Khổng Yên nhíu mày, còn đi tiếp. Tống Thanh Phong trầm mặc, nhẹ gật đầu, anh rể bị thương khá nặng, bệnh viện trên huyện chỉ sợ không chữa được, định lên thị trấn xem sao anh về nhà lấy ít tiền rồi đi luôn khổng yên thấy anh xoay người đi lấy tiền vẫn là cái chỗ lần trước cô phát hiện ra sau này cũng không đổi chỗ giấu vẫn luôn để ở nơi đó nhịn không được hỏi anh ăn gì chưa tống thanh phong nhẹ gật đầu ăn rồi tối qua anh mua bánh bao mím môi cũng không giấu giếm cô lúc lái xe hai người nảy sinh tranh chấp lúc ấy trời tối tuyết lại trơn thời điểm leo dốc bị người bên cạnh quấy nhiễu nên không nhìn rõ đường Cả xe đều lật xuống, cửa kính xe bị nghiền vụn, thủy tinh cắm thẳng vào ngực. Khổng Yên nhíu mày, cô nghe qua lời chị dâu cả nói thì anh rể cả tính tình ôn hòa lại thành thật, sao lại nảy sinh tranh chấp với người khác? Nhịn không được hỏi, người còn lại là ai thế? Tống Thanh Phong trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi, thở hắt ra, con trai phó xưởng trưởng xưởng bọn họ. Khổng Yên hiểu rồi, chỉ sợ chuyện lần này không đơn giản như vậy. Thấy anh lấy hết tiền ra nhét vào trong túi áo, nghĩ đi nghĩ lại, cũng vươn tới đầu giường bên kia lấy cái dương liễu của mình ra. Tống Thanh Phong mua máy trợ thính xong chỉ sợ cũng không dư lại bao nhiêu tiền. Lần trước cô cho Trương Bội Bội vay tiền vẫn chưa trả lại. Nhưng cô cũng không thể chỉ đứng nhìn được. Cô có thể cho Trương Bội Bội mượn, Huống chi là Tống Thanh Phong. Khoác thêm áo khoác rồi bước xuống giường đất, trực tiếp đem tiền nhét vào tay anh, không cho phép từ chối nói, cái này anh cầm đi. Tống Thanh Phong cúi đầu nhìn, thấy có một sấp, cộng lại chắc khoảng 100 đồng, ngẩng đầu nhìn cô khổng yên nhợt nhạt cười một tiếng có chút ngượng ngùng nói em vẫn còn anh đang lúc cần gấp cứu người là quan trọng nhất tống thanh phong nắm chặt lấy tiền trong tay đôi mắt hơi chua xót trong lòng có chút xúc động cũng không cự tuyệt gật gật đầu giọng khàn khàn nói được sợ cô lạnh nhanh chóng dặn dò em lên giường đi ngủ thêm một lúc đừng để bị lạnh sau đó lại từ trong ngực lấy ra một túi giấy dầu bên trong áo bông của anh có khâu một cái túi bình thường đều để tiền và phiếu trong đó bánh bao để em ăn tối qua vội vã anh chạy theo người ta đến chỗ xe bị lật phải nhờ vài người hỗ trợ mới kéo được người ra ngoài sau đó lại đưa đến bệnh viện bận bịu hơn nửa đêm cũng không thể để người ta mất công mất việc vì mình rồi lại đói bụng đi về vậy nên anh đi đến tiệm cơm quốc doanh mua mấy cái bánh bao chính anh cũng có một cái nhưng nghĩ đến lần trước khổng yên thích nên anh không nỡ ăn chỉ ăn đồ ăn vặt cô đưa trong túi áo còn để dành bánh bao lại đẩy đẩy cô em nhanh lên giường ngủ đi anh đi đây. Vậy anh đi chậm một chút. Ừ, Khổng Yên không yên lòng, đưa anh ra tới tận cửa. Bên ngoài, trời vẫn tối đen như mực, người đi lên trước hai bước là đã không còn nhìn thấy. Cô đóng cửa lại, cúi đầu nhìn bánh bao vẫn còn ấm trong tay, đoán nhất định là anh cố ý để dành cho cô, nhịn không được trong lòng cảm thấy ấm áp. Tống Thanh Phong thật tốt. Trong nhà bỗng dưng thiếu đi hai người, lập tức yên lặng không ít, cảm giác trống trải khó tả. Chị dâu cả Tống bưng bồn nước ra ngoài, lớn giọng hô to gọi chủ tử và hồ tử đang chơi ở gần đó về. Thấy hai anh em trở về, nói: "Hai đứa quét dọn, lau chùi đồ đạc trong nhà đi. Bà nội và chú không ở nhà, tất cả dựa vào mấy đứa. Hai ngày này bớt ra ngoài chơi." Chủ tử hiểu chuyện qua lấy chậu, "Mẹ, con biết rồi." Quay đầu nói với hồ tử, "Mau đi lấy cái khăn lại đây, nhân tiện lấy cả chổi nữa." "Rõ." Hồ tử giòn giã trả lời, lập tức xoay người chạy đi lấy. Chị dâu cả tống quay lại phòng bếp khổng yên lúc này đang nhào bột hôm nay mẹ tống không có ở nhà tất cả chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ cô không rõ tập tục ở phương bắc lắm đều nghe theo chị dâu nói gì làm nấy hiện giờ nhà ai cũng nghèo nên giảm đi không ít trình tự nghe nói trước đây ăn tết cực kỳ náo nhiệt hiện tại đều đơn giản đi nhiều bất quá có những việc không thể giản lược ví dụ như tế tự thờ cúng tổ tiên cầu xin phù hộ cho cả gia đình những việc này đều cần con cháu trong nhà đi nên hy vọng tống thanh phong có thể về sớm một chút chị dâu cả tống đi tới trông thấy dáng vẻ yếu ớt không có khí lực của khổng yên thật sự là nhì không nổi nữa trực tiếp cầm lấy cục bột tự mình nhào phân phó cô em đi băm thịt đi khổng yên lắc lắc cổ tay khó chịu đáp lời chị dâu rồi nhanh nhẹn chạy sang bên cạnh băm thịt lại nhịn không được nói chuyện phiếm anh cả lúc nào được nghỉ ạ à? chị dâu cả tống nghiêng đầu nhìn cô trên mặt mang nét cười anh cả em chắc phải ba mươi mới được nghỉ giờ đang là cuối năm qua tiết ở chỗ bọn họ nhiều việc hơn khổng yên cười khen chuyện này thì không còn cách nào khác công việc của anh cả nhiều thể diện người bình thường không làm nổi đâu chị dâu cả tống vừa nghe đắc ý dương dương mày đúng là thế thật em cứ nhìn một vòng trong đội là biết được mấy người biết chữ đâu nhị không được lại nhỏ giọng nói em khoan hãng nói tuy bây giờ hiện tại những người học ít lại đi chèn ép những người đọc sách nhưng những người có tiền đồ nhất vẫn là những người có học Chị thấy mấy đứa trẻ vẫn nên đưa chúng nó tới trường học tập, ai biết sau này sẽ ra sao. Khổng Yên kinh ngạc nhìn về phía chị dâu cả tống, không ngờ chị dâu lại biết nhiều như vậy nha. Chị dâu cả đắc ý nhớn nhớn mi, chứ sao nữa. Lại sát vào tay cô, thân thân bí bí nói, chị còn định sau này cho hổ tử tòng quân làm bộ đội. Cũng không mong nó mạnh hơn triệu vệ quốc bao nhiêu, nhưng ít nhất nếu có thể kiếm được cái chức sĩ quan thì cũng quá tốt. Thằng nhóc kìa tinh lực tràn đầy, hơn nữa còn rất ham ăn, cho nó ở nhà thật sự là phí lương thực vẫn nên cho đi làm lính tốt hơn muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu còn trụ tử thì thôi chị sẽ để cho nó đọc sách xem sau này có thể đề cử đi học đại học công nông binh được không nói không chừng sau này còn có thể trở thành người thành phố vừa nói vậy hai mắt cũng sáng lên nghĩ đến hai đứa con trai cả người lại tràn trề sức lực khổng yên thật sự là bị làm cho kinh ngạc không nghĩ đến người chị dâu cô luôn cho rằng keo kiệt bù xỉn vậy mà có thể nhìn xa đến vậy một đứa cho đi học lên đại học đứa còn lại theo nghiệp binh làm lính đây chính là đường ra rất tốt thành tích trụ tử không tồi thằng bé hiểu chuyện lại nghe lời kiên định chăm chỉ hơi giống tống thanh phong cho dù sau này khôi phục lại kỳ thi đại học hẳn là cũng có thể thi đậu đến lúc đó tình cảnh tống ra chắc chắn sẽ khác lại nhịn không được nghĩ đến chính mình cô và tống thanh phong cũng đã cái kia sau này cũng sẽ có con cái đương nhiên chắc chắn cô sẽ không trơ mắt nhìn con của cô đi làm pháo hồi Cô là Khổng Yên, không phải Khổng Yên trong nguyên tác. Cô muốn dạy dỗ con mình trở nên thông minh lương thiện, sẽ không giống như đứa ngốc trong sách kia. Bất quá vừa nghĩ đến con của cô và Tống Thanh Phong lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhất định sẽ trông đặc biệt đáng yêu. Đến lúc đó cô chắc chắn sẽ ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ cho con, cũng không thể giống hồ tử được, đen nhánh như con trâu, mặt mũi cũng không được dễ nhìn cho lắm. Lại vụng trộm quét mắt nhìn sang chị dâu cả Tống, có chút không phúc hậu nghĩ hổ tử hẳn là theo ghen của chị dâu cả, không giống với ghen người tống gia. Mình và tống thanh phong lớn lên đều xinh đẹp, không nên quá lo lắng, hắc hắc, băm thịt xong, cho thêm chút muối, hành, tỏi, còn băm thêm ít cải trắng bỏ vào, trộn tất cả vào một cái bát. Thịt không nhiều, cho thêm cải trắng vào có thể gói được nhiều sủi cảo hơn. Khổng Yên đang học cắn vỏ sủi cảo, chị dâu cả tống ghét bỏ cô gói cho nhân vào quá nhiều. Nhưng thấy cô cắn vỏ chỗ dày chỗ mỏng không đồng đều, hoặc cái lớn cái bé nửa ngày cũng hết nói nổi cuối cùng thôi cũng mặc kệ cô hai người đang vùi đầu vào làm việc chuẩn bị sẽ làm xong trước buổi trưa đến chiều thì làm bánh bao nào biết bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng la hét ầm ĩ chị dâu cả tống ngẩng đầu nhì khổng yên có chuyện gì thế nhỉ khổng yên nhíu mày vểnh tai lên nghe hình như là có người hai mắt lập tức sáng lên nghi ngờ hỏi hay là mẹ về rồi nói thật là không có mẹ tống ở nhà cảm giác giống như không có người đáng tin cậy. Chị dâu cả tống cũng vui vẻ, cao hứng, nhanh chóng gói nốt cái sủi cảo trong tay để lên bàn, đi, đi xem xem. Khổng yên gật gật đầu, vỗ vỗ bột mì trên tay xuống. Ra cửa, trong sân không có ai, đang thấy kỳ quái thì hổ tử đột nhiên từ phòng mẹ tống chạy ra, trông thấy hai người tới lập tức ủy khuất nói, mẹ, cô hai đến, muốn cướp đồ ăn trong nhà đi. Vẻ chờ mong trên mặt chị dâu cả tống còn chưa kịp thu hồi, nghe thấy lời này, mặt bỗng chốc tối sầm, thở phì phò chạy vào phòng mẹ tống khổng yên cũng tức nuốt không trôi sắn sắn tay áo lên cái con yêu nghiệt khốn nạn kia vậy mà lại tới nữa cửa phòng mẹ tống mở toang bên trong đều đã được quét dọn hết một lượt chăn gối trên giường được xếp ngay ngắn chỉnh tề để sang một bên bàn ghế lau chùi sạch sẽ trên mặt bàn còn vết nước chưa khô chậu đặt ở cửa sổ bên kia khăn lau vẫn còn trong chậu chủ tử đứng ở đầu giường mặt lạnh che chở cái dương sau lưng mà Tống Nhị Ni thì đang cầm túi táo mới mua mấy ngày trước. Thật ra mọi người trong nhà đều biết thói quen cất giữ đồ đạc của mẹ Tống. Có cái gì tốt đều sẽ cất vào dương, dương kia là của hồi môn lúc trẻ của bà nội Tống để lại, làm bằng gỗ lim, dáng vẻ còn có chút cảm giác hoài cổ. Tống Nhị Ni nhìn thấy chị dâu cả Tống và Khổng Yên tiến vào, sắc mặt không được tự nhiên, cô ý lớn giọng hỏi, đây là đang làm gì? Giống như đề phòng trộm cướp thế, tôi vào phòng mẹ tôi nhìn chút thì làm sao? Sau đó đứng thẳng người, ôm túi táo vào trong ngực, nhìn chị dâu cả tống rồi nói lảng sang chuyện khác, chị dâu, mẹ em đâu, sao không thấy mẹ đâu cả. Chị dâu cả tống tức đến mức khó thở, ngực phập phồng, đấm vào ngực để thuận khí, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ, vô liêm sỉ như vậy. Tức không muốn nói thêm câu nào. Khẳng định lại là nhà lão lưu kia xúi dục bày trò. Khổng yên ánh mắt sắc bén nhìn đến táo cô ta đang ôm trong ngực, lông mày dựng ngược lên, giống như khẩu đạn pháo lao ra, trực tiếp xông tới đoạt lại. Táo này cô nhớ rất rõ, mẹ Tống quý vô cùng, còn tiếc lấy ra cho hai đứa cháu ăn. Nhà chỉ mua có hai cân, định chờ đến Tết có khách tới chơi mới mang ra chiều đãi. Hai thằng nhóc đều thèm ăn muốn chết, năn nỉ cầu xin cuối cùng cách mỗi ngày cho hai đứa ăn chung một quả. Vừa đoạt lại túi táo trong tay cô ta xong, cô còn hung hăng đẩy Tống Nhị Ni một cái, cút về lưu ra nhà chị đi, cuối năm còn chạy đến nhà chúng tôi gây sự, chị nghĩ tôi sợ chị chắc. Nói rồi cũng mặc kệ những người khác có phản ứng gì, đem túi táo đưa cho trụ tử, chụp lấy cây chổi đang dựa vào giường lò, trực tiếp chào hỏi trên người cô ta, cút đi càng xa càng tốt, nhìn thấy chị là thấy phiền, lần sau còn như vậy thì cứ gặp một lần là tôi đánh một lần. Tống Nhị Ni còn chưa phản ứng kịp đã đụng phải tình huống này, hoảng sợ, vừa tránh né vừa mắng to, khổng yên cô làm cái gì thế. Tôi là chị chồng cô, con gái của mẹ chồng cô đấy, cô mau dừng tay lại cho tôi. Khổng yên cũng mặc kệ, trực tiếp đánh cho người lăn ra khỏi phòng, Chống nạnh đứng ở cửa mắng. Chị mau biến đi, thật sự nghĩ tôi sợ chị chắc. Chị cả đã như vậy mà vẫn chỉ biết đến mình, chị có lương tâm hay không. Trong nhà đã hỏng bét rồi, chị còn đến thêm phiền. Chị có thù với nhà này à hay là tống ra có lỗi với chị? Cô học theo 10 phần dáng vẻ mạnh mẽ của mợ cô đời trước. Tống Nhị Ni đang chuẩn bị chửi ầm lên thì nghe thấy lời này cảm thấy có gì đó không đúng, mày không tự giác nhăn lại, có ý gì. Lại xoay mặt nhìn về phía chị dâu cả và hai đứa cháu, thấy bọn họ đều quay mặt đi không thèm để ý tới mình, theo bản năng đi vào trong sân nhìn xem. Vừa rồi cô ta cũng kỳ quái tại sao hôm nay lại không thấy mẹ tống đâu. Hiện tại mới phát hiện ra trong nhà hình như là vắng lặng không ít, nhịn không được hỏi khổng yên là sao. Trong nhà có chuyện gì à? Liên quan gì tới chị cả tôi? Trong lòng lại có chút hốt hoảng, cho dù cô ta không biết tốt xấu thì cũng sẽ không ngóng trông trong nhà có chuyện gì. Khổng yên sắn tay áo lên, chuyện gì à? Là xảy ra chuyện lớn. Anh rể cả bị tai nạn xe cộ hiện tại còn chưa biết tình hình như thế nào. Nếu như chị còn có chút lương tâm thì đi một chuyến tới nhà chị cả nhìn xem. Tôi không tin chị không biết nhà chồng chị ấy là hạng người gì, chỉ sợ đến lúc có chuyện gì thì bị bắt nạt thảm, có cái gì tốt cũng đều rơi vào tay hai đứa em trai nhà đấy. Nếu tôi mà là chị, thì lập tức đi sang chỗ chị cả ẩm ý luôn. Đến lúc đó không chỉ có thanh danh tốt bảo vệ cho chị mình, nói không chừng chị cả lại thấy chị tốt còn có thể cho không ít đồ tốt mang về đấy chị chạy đến nhà chúng tôi dương oai để làm gì chuyên môn bắt nạt người trong nhà thì có cái gì mà giỏi tống nhị ni vừa nghe anh rể xảy ra chuyện mày nhăn lại thật sâu sao bỗng nhiên lại xảy ra chuyện mới mấy ngày hôm trước gặp thấy vẫn còn tốt lắm mà đang giàu dĩ lại nghe thấy mấy câu sau hai mắt nhịn không được sáng lên cảm thấy khổng yên nói không sai hai đứa em trai và em dâu nhà họ lý kia đều không phải người tử tế gì anh rể làm vận chuyển hàng chỉ sợ trong nhà có không ít thứ tốt còn không biết sẽ bị lừa đi như thế nào đâu cô ta nhất định phải sang bên đấy nhìn xem vừa nghĩ đến đồ của chị cô ta rơi vào tay người khác đầu quả tim cũng thấy đau nâng mắt nhìn khổng yên một chút cũng bất chấp chuyện mới vừa rồi bị đánh xoa xoa hai tay hiên ngang lẫm liệt tuyên bố tôi phải sang đấy xem tôi nhất định không để chị cả chịu thiệt nói xong cầm lấy cái rổ phóng đi như bay mới chớp mắt người đã chạy vèo ra ngoài chị dâu cả tống ở một bên nhìn nãy giờ trợn mắt há hốc mồm không nghĩ đến lần này không cần tốn nhiều sức lực đã tiễn được ôn thần đòi nợ này đi không nói, còn hỗ trợ giải quyết một chuyện phiền toái. Đừng nói, thật sự việc này để Tống Nhị Ni đi rất thích hợp. Với cái đức hạnh kia của hai người em trai em dâu Lý Gia, chắc chắn sẽ thừa dịp một nhà chị cả gặp nạn bỏ đá xuống giếng. Chỉ sợ đến lúc mọi người trở về thì trong nhà cũng đều đã bị khuân đi sạch. Nhưng cũng không có cách nào khác, các cô chỉ là em dâu, cũng không thể chạy tới canh chừng. Nói ra người ta còn nói các cô không có ý tốt, nhưng tống nhị ni thì không giống là chị em ruột cơ mà người ta nhìn vào cũng chỉ nghĩ là tỉ muội tình thâm hơn nữa với nết na của tống nhị ni từ lúc gả vào nhà chồng đúng thật là đã học được một thân bản lĩnh của mẹ chồng cô ta đến 78 phần nếu mà đi thì chắc chắn không chịu thua thiệt dẫu sao cũng là chị em lớn lên cùng nhau chị cả đối xử với cô ta cũng rất tốt bình thường chăm sóc chiếu cố đủ đường dù tống nhị ni có không có lương tâm thì cũng sẽ không làm ra loại chuyện dìm chết trẻ con như mấy con quỷ thất đức của lý gia kia mà kể cả cô ta tay chân không sạch sẽ có lấy đi một chút nhưng vẫn còn tốt hơn là để nhà đó chuyển hết đồ đi lại nói rất có khả năng là hai bên nhìn nhau không vừa mắt cuối cùng ai cũng không lấy được quỷ đòi nợ không biết xấu hổ đối phó với quân ăn cướp lòng dạ hiểm độc vừa hay khổng yên thấy ba mẹ con chị dâu vẻ mặt sùng bái nhìn mình kiêu ngạo ngẩng đầu lên phất phất chổi trong tay tống cựu nguyên tân đuổi tống nhị ni xui xẻo kia đi sang năm tống ra chúng ta nhất định vạn sự như ý Chị dâu cả tống cười vui vẻ, phụ họa theo, hay. Hồ tử hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn khổng yên, giơ ngón tay cái lên, vuốt mông ngựa nói, thím tư thật là lợi hại. Tống Thanh Phong và mẹ Tống đến nửa đêm ngày 29, dạng sáng 30 Tết mới trở về. Trên mặt đều là vẻ tiều tụy, nhưng may mắn trong mắt không có bi thương. Mẹ Tống ngồi trên ghế, uống vội chén nước rồi thở ra một hơi. Cuối cùng trên mặt mang ý cười, khoát tay một cái nói, không sao, không sao rồi cũng may là phúc lớn mạng lớn nhặt về một cái mạng vẻ mặt cảm thán nói mọi người không biết lần này có bao nhiêu hung hiểm đâu thiếu chút nữa là đâm đến tim rồi đưa đến bệnh viện huyện bác sĩ người ta cũng không dám chữa nói là không cứu sống nổi bên trong chính là thủy tinh vỡ vụn chỉ cần sai một ly là chết người cũng may tam căn nhà chúng ta nhìn xa lập tức đi gọi xe muốn đưa người lên thẳng thị trấn đi suốt cả đêm lên đó nhờ người liên hệ với bệnh viện thị trấn vừa đến bệnh viện lập tức đẩy người vào làm phẫu thuật quả nhiên bệnh viện thị trấn trình độ khác hẳn phẫu thuật suốt một buổi sáng sau đó đợi một đêm người cuối cùng cũng đã tỉnh lại bác sĩ nói đã không sao rồi sau này chăm sóc điều dưỡng cẩn thận là được ôi trời ạ à, thật đúng là làm mẹ sợ muốn chết mẹ tống giờ ngồi nhớ lại vẫn còn thấy sợ vỗ vỗ ngực chị dâu cả tống mau chóng rót thêm cho bà chén nước vẻ mặt đầy may mắn nói vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi thật đúng là làm cho cả nhà sợ hãi bọn con ở nhà cũng cuống cả lên mẹ tống nhớ mày khổ sở nói con không phải sao hai việc này cũng không biết nói thế nào nữa con rể cả kia là cái đồ ngốc lần này vốn không phải đến lượt hắn vận chuyển hàng người ta thấy là đi cùng với con trai phó xưởng trưởng mà tiểu tử kia chính là kẻ hồ đồ ai biết cũng muốn trốn tránh tìm hắn thay cả hắn còn tưởng nhà người ta có chuyện thật cho nên đồng ý đúng thật là sau khi xảy ra chuyện người kia lập tức trốn tránh lần ra xa sợ rước họa vào thân cũng may là có đồng nghiệp của con rể tốt bụng nói cho chúng ta thì mới biết được đúng là không biết xấu hổ sao có loại người như thế chứ chị dâu cả tống nghe thế cũng thấy bất mãn nghĩ nghĩ rồi lại hỏi thế những cái khác có bị ảnh hưởng gì không mẹ mẹ tống khoát tay không sao lần này bọn họ là đi chuyển lương thực đều còn trên xe xe thì hỏng rồi đưa đi sửa cũng không liên lụy gì đến con rể cả nói xong lại nghĩ đến chuyện gì vẻ mặt ác độc nói cái lão phó xưởng trưởng kia cũng là hạng người ghê tởm con trai mình như thế nào chẳng lẽ trong lòng không biết chính mình không biết lái xe còn thích chơi uy phong thể hiện không cho lái còn tức giận thiếu chút nữa là hại chết người cuối cùng còn muốn lấy tiền ép chúng ta câm miệng ừ nghĩ hay lắm buồn cười nhất là bà chủ chứa lý gia kia ngu xuẩn thế mà còn muốn đồng ý con trai bà ta thiếu chút nữa là đã không còn thôi thôi không nói nữa lại thấy phiền lòng ngẩng đầu nhìn cả nhà rồi cười nói được rồi, tất cả mọi người đi ngủ đi. Không sao hết rồi, không có chuyện gì nữa. Ngày mai là bắt đầu ăn Tết, cả nhà cùng vui vẻ một chút. Chuyện gì cũng qua cả rồi, trở về ngủ một giấc thật ngon. Khổng Yên và Tống Thanh Phong trở về phòng, cô tắm rửa xong rồi lập tức chạy lên giường lò nằm. Tống Thanh Phong thì cầm chậu đi múc nước ấm. Anh muốn tắm rửa. Bận bịu suốt hai ngày, sau khi giải quyết xong việc thì mới cảm thấy cả người mệt mỏi, không thoải mái. Khổng Yên có chút ngượng ngùng chờ người lại tay chọc chọc vào gối đầu nghe tiếng nước chảy ào ào trong mắt cũng ngập tràn hơi nước động tác của anh rất nhanh chốc lát là đã tắm xong nghe chuỗi âm thanh truyền tới cũng có thể đoán được anh đang làm gì lau người mặc quần áo đổ nước sau đó là đóng cửa căn phòng lập tức tối sầm lại chân dẫm lên nền đất gần như không có tiếng động nhưng cô vẫn có thể cảm giác được anh đang tiến lại gần mình sau lưng khẽ động người đã nằm lên giường khổng yên cắn cắn môi vốn còn nghĩ muốn rụt rè chút nhưng không kìm lòng nổi trực tiếp chủ động xoay người bổ nhào vào lòng anh thân thể mềm mại ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng vừa quen thuộc lại vừa hoài niệm tống thanh phong trong lòng mềm đi một mảnh như người ôm lấy cô mỉm môi cười nhẹ trong phòng tối đen một mảnh không nhìn thấy gì nâng tay lên sờ sờ bên má cô lại không dám dùng lực sợ vết chai trên tay mình làm cô đau khổng yên thấy ngứa ngứa nâng nâng bả vai rụt cổ lại mặt chôn vào lòng anh. Tống Thanh Phong hơi nới lỏng bịt tai, sau đó cúi đầu xuống hôn cô. Trước tiên là hôn vào mắt, sau đó là mũi, cuối cùng một đường đi xuống, hôn đến miệng. Đôi môi chạm vào nhau, triền miên đầy lưu luyến. Hô hấp hai người đều không tự giác chậm lại. Đầu lưỡi quấn quýt, cùng nhau truy đuổi, đùa giỡn. Cuối cùng vẫn là Khổng Yên không chịu nổi nữa đẩy anh thì mới tách ra. Sơ sơ vào cằm mình bị đâm đau, tức giận đánh anh, oán hận nói, dâu của anh cứng quá, đâm em đau tống thanh phong nuốt nước miếng một cái sơ sơ lên mặt mình dâu mọc thô cứng đâm vào tay đã hai ngày không cạo dâu mọc lên rồi có chút lấy lòng nói anh xin lỗi mai anh sẽ cạo thật ra khổng yên không phải muốn nghe cái này cắn cắn môi vòng tay lên cổ anh gắt gao ôm lấy chạm vào mềm mại những căng thẳng trong cơ thể hai ngày này trong nháy mắt đã được thả lòng cũng gợi lên cảm xúc khác trong anh tống thanh phong hồ hấp dồn dập sau đó có chút cấp bách trở người trong phòng lại một phen mặt đỏ, tim đập dồn dập. Ngày hôm sau, sang sớm cha Tống dẫn theo anh cả Tống, Tống Thanh Phòng và hai đứa cháu trụ tử, hồ tử đi lên núi tế tự. Khổng Yên như cũ đi đến phòng bếp hỗ trợ. Có vài món ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần buổi tối hâm nóng lại là được. Ông nội Tống cũng ở dưới bếp, ngồi dưới lò hỗ trợ trong lửa, thuận tiện tán gẫu vài câu, kể lại những chuyện trước đây. Hơi thở năm mới tràn đầy vị khói lửa nhân gian. Một lúc sau mấy người cha Tống và Tống Thanh Phong trở về. Trước tiên là treo đèn lồng đỏ lên cột gỗ tùng đã sớm chuẩn bị, chờ tới tối thắp đèn lên. Cha Tống cầm cây chổi lớn quét sân. Tống Thanh Phong thì cùng anh trai đi dán câu đối, dán tranh Tết, treo thiếp mừng năm mới. Mà chủ tử và hổ tử thì cầm pháo chạy đi chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm. Khói bếp nhà nhà bốc lên, một vùng nông thôn vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh đã đến buổi trưa, người trong nhà bắt đầu thay phiên nhau tắm rửa gội đầu. Một năm mới đến, phải thật sạch sẽ tinh tương. Sau khi tắm xong thay ra mấy chậu quần áo, Khổng Yên và chị dâu cả cùng nhau giặt đồ. Nước giếng cũng không đến mức đông lạnh lắm, vẫn còn hơi ấm ấm. Tống Thanh Phong đã dán xong hết những câu đối xuân kia, thuận tiện còn đi một chuyến sang nhà chị cả đưa ít đồ ăn. Anh rể cả đang dưỡng bệnh, trong nhà còn có đứa bé nhỏ, nhà chồng lại không dựa vào được, chỉ sợ cũng không có tâm sức nào mà chuẩn bị cơm tất niên. Mẹ Tống từ trong nhà tiết kiệm một chút, bảo Tống Thanh Phong đưa qua cho chị gái. Tống Thanh Phong biết tay khổng yên bị nứt ra, cũng không thể giúp giặt thay cô được. Dù sao chị dâu cũng ngồi ngay bên cạnh, sợ để người ta cười, nhưng vẫn lo lắng nước lạnh tới tay cô. Anh yên lặng chạy đến phòng bếp bưng nước nóng tới rót vào chậu giặt quần áo của cô. Chị dâu cả Tống thấy vậy vẻ mặt rất ngạc nhiên, lập tức chiều gẹo nói, "Ơ, ờ, Tam Can đây là đang làm gì thế? Sao không cho chị dâu cũng học cách hưởng thụ một chút, tay chị dâu cũng lạnh này." Tống Thanh Phong nghe vậy mặt đỏ lên, dừng một chút lại đi vào phòng bếp cũng lấy cho chị dâu một chậu nước nóng. Thấy vậy chị dâu cả tống cười đến cong cả eo, không nghĩ tống thanh phong lại thật sự bê một chậu nước nóng lại đây. Nháy mắt với khổng yên đang ngồi cạnh nói, không nghĩ đến chú út tam can thật biết thương vợ, anh trai hắn so với hắn còn kém xa, giống y như một cái đầu gỗ. Khổng yên vừa nghe, đắc ý dương dương mi, tất nhiên, tam can nhà em là tốt nhất. Dù sao cũng là cưới em mà, chứ để anh ấy thử cưới người khác xem, nhất định là sẽ giống hệt anh cả. Chị dâu cả Tống đang tươi cười vẻ mặt bỗng cứng đờ, nhìn sang Khổng Yên đang cười đến ngọt ngào, sung sướng ở kia. Tim nghẹn lại. Ý gì vậy? Bởi vì cưới chị ta nên mới không thương. Nói chuyện như vậy cũng nghe được ư? Trời vừa tối, mọi người bắt đầu ăn cơm tất niên. Trong đội sản xuất, tiếng pháo vang lên không ngừng. Nhà họ Tống cũng khai tiệc, dọn bàn ăn vào phòng cha Tống mẹ Tống. Có 18 đĩa đồ ăn, cố gắng góp ra cho đủ, hình như đây là phong tục ăn Tết nơi này sau này thiếu thốn, đồ ăn không đủ, mẹ Tống sẽ chia một món thành hai đĩa bưng ra. Cha Tống chạy ra ngoài cửa đốt pháo. Tống Thanh Phong cùng anh cả thì quỳ ở cửa, trước mặt có bày một chậu để hóa vàng mã. Còn có một đĩa tám cái bánh bao trắng cắm chiếc đũa lên trên, ngụ ý mời tổ tiên về ăn cơm giao thừa cùng con cháu. Tiếng pháo bùng bùng vang lên liên tục, chờ mấy người cha Tống và Tống Thanh Phong làm xong việc, mẹ chồng con dâu khổng yên mới bắt đầu ngồi xuống. Ông nội Tống dẫn đầu nâng ly lên, tới, trước tiên mời bà nội các cháu một ly, phù hộ cho cả nhà chúng ta sang năm mới bình an, tốt lành. Tất cả mọi người đều đứng lên. Tới, cùng uống một ly, cả nhà ăn bữa cơm tất niên này rất sảng khoái, trong một năm chỉ sợ cũng chỉ có bữa này là được ăn no nhất. Người phương Bắc có tập tục đón giao thừa, chính là người một nhà không được ngủ qua canh, cả nhà chờ đợi năm mới đến. Sau đó sẽ ăn thêm một bữa rủi cảo vào lúc 12 giờ đêm giao thừa, ngụ ý từ cũ nguyên tân. Vào những năm tháng này, Đồng hồ không phải đồ vật phổ biến mà nhà nào cũng có, bất quá cha Tống có một cái đồng hồ cũ. Ông là đại đội trưởng, phải biết thời gian mới có thể nhắc nhở mọi người xuất công, vậy nên cũng không cần lo lắng sớm hay muộn. Trong đội những người khác cũng vậy, đến khi tiếng pháo vừa vang lên, toàn đội đều biết đã đến giao thừa. Cơm nước xong xuôi, sau khi thu dọn bàn ăn cả nhà ngồi trên giường đất bắt đầu đón giao thừa. Trước tiên là lì xì cho con cháu, mẹ Tống phát lì xì, vì là con dâu mới nên khổng yên cũng có vụng trộm mở ra nhìn, vậy mà có tận hai đồng. Trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ, ít nhất so với trụ tử và hổ tử chỉ có hai hào cũng tốt hơn nhiều. Sủi cảo đã sớm gói sẵn, trong nhà cũng không còn việc gì nữa, anh cả tống lấy bộ bài mới ra. Cái này là chạm radio chỗ anh cả phát, ngoài cái này còn có hai cái khăn mặt và một cái chậu trắng men. Loại bài này không giống với loại bài Tây để chơi poker sau này, mà gọi là bài chắn hoặc tổ tôm, lá bài dài dài tinh tế, chất liệu làm từ loại giấy hơi dày, cũng có lá hai bánh, tam bánh, nhị điều, tam điều chờ, có chút hơi giống với mạt trược, ước chừng có tổng cộng 100 lá bài. Mấy người Tống Thanh Phong chơi, Khổng Yên ngồi nhìn hồi lâu vẫn xem không hiểu, cuối cùng thấy hơi buồn ngủ. Bận cả ngày, mệt mỏi, cô dứt khoát tựa vào lưng Tống Thanh Phong ngồi nghe mẹ Tống và chị dâu cả Tống nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện về các loại phong tục, từ niên thú thổ khai thiên lập địa đến miếu thổ địa ở địa phương. Mẹ Tống cười nói với Khổng Yên miếu thổ địa ở chỗ chúng ta rất linh mẹ nhớ khi còn nhỏ ăn tết nhà nhà ăn cơm xong đều tới miếu thổ địa ở trên núi đốt nén hương đầu năm ai mà thắp được nén đầu tiên thì cả năm sau gia đình đó sẽ hòa thuận ra hỏa vạn sự hưng chuyện này cũng không biết có thật hay không nhưng dù sao đi nữa những quỷ thần kia vẫn phải nên kính trọng có thờ có thiêng có kiêng có lành chị dâu cả tống thấy vẻ mặt hoài nghi của khổng yên nói với cô chuyện này đúng đấy em đừng có mà không tin sau đó quay đầu lại hỏi mẹ Tống, "Mẹ có biết ông Trương bên đội nhà mẹ đẻ con không? Là cái người mà nuôi con bỏ cái ấy ạ?" Mẹ Tống gật đầu, "Mẹ biết, sao thế?" Chị dâu cả Tống Thần thần bí bí nói, "Ông ta đụng phải chuyện kiểu này đấy. Cách đây mấy năm, trong đội phái ông ta đánh xe bò đi lên huyện mua hạt giống. Chuyện này năm nào cũng là ông ta làm, xe nhẹ đường quen. Hôm ấy thừa dịp buổi chiều trời đỡ nắng gắt thì ông Trương mới ung dung lên huyện, đến lúc về thì trời đã tối." ông ta cũng không sợ, đi cả đời rồi giờ có nhắm mắt lại cũng biết đi đường nào về. Nào biết trên đường lại đụng phải bảy tám người, cả đàn ông và phụ nữ, thấy trời đã tối ông ta liền hỏi bọn họ đi chỗ nào. Những người đó nói ra địa chỉ, chính là đại đội bên cạnh, nói là bọn họ đi thăm người thân. Ông ta nghĩ cũng không phải quá xa, liền tốt bụng cho bọn họ quá giang lên xe đưa qua đó. Lúc tới nơi, những người đó còn trả tiền làm ông Trương mừng khỏi nói. Nói xong một chàng, lại nhìn khổng yên và mẹ tống khổng yên cảm giác không thích hợp rụt người lại sát tống thanh phong nhưng cô vẫn tò mò muốn nghe nghiêng đầu hối thúc chị dâu cả kể tiếp sau đó thì sao ạ tống thanh phong bị cô dựa vào người không hiểu lý do lại cho là cô lạnh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bài bất quá đưa một tay ra nắm lấy tay cô sau đó nhét vào túi áo bông của anh chị dâu cả tống cũng không nói nhiều nhỏ giọng như tên trộm nói nào biết hôm sau mở tiền trong túi áo ra xem vậy mà tất cả đều là tiền âm phủ được lắm ông trương tức giận đến lệch cả mũi sao có thể cho đùa người ta kiểu này trạng vạng sau khi làm xong công việc ông ta chạy đến đội bên cạnh đến cái nhà mà hôm qua ông ta đưa người tới hỏi người nhà đó sao thân thích của bọn họ lại không hiểu chuyện như vậy không cho thì thôi sao lại đưa tiền âm phủ đây là điểm xấu người nhà kia nghe không hiểu hỏi ông ta thân thích gì thân thích nhà bọn họ hôm qua không ai đến ông trương thấy kỳ quái hỏi kỹ mới biết Hôm qua nhà người ta không có 7,8 thân thích gì đến, ngược lại là tối qua heo mẹ nhà bọn họ sinh, vừa vặn 7,8 con heo con. Đại đội bên cạnh không phải mỗi nhà đều đề xướng việc nuôi heo sao. Vừa lúc nhà kia là đầu heo mẹ mang thai. Ôi trời ạ, à, ông Trương vừa nghe, sợ tới mức đổ một thân mồ hôi lạnh tại chỗ, đúng là bà mụ bắt kịp đầu thai. Chị dâu cả tống thấy khổng yên sợ tới mức cổ rụt lại, nhịn không được cười nói, ha ha ha, chuyện này có là cái gì. Mấy việc này ở nông thôn chúng ta nhiều lắm, bây giờ là quốc gia chèn ép mê tín dị đoan nên không ai dám ra ngoài nói. Nhưng những việc quỷ thần này có người đã trải qua rồi. Mẹ Tống cũng nhì khủng yên cười, xem kìa, sợ tới mức đấy cơ à. Mẹ còn biết mấy chuyện dọa người hơn nữa cơ, mà thôi, không kể cho con, lỡ bị dọa sợ thì không tốt. Sắp đến giờ rồi, mẹ đi nấu sủi cảo. Nói rồi, bà bước xuống giường lò, đi ra bên ngoài. Hết phần ba